Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 181, tất cả bái kiến. Lúc này, trong đầu Khương Vi Nhan có rất nhiều câu hỏi, không phải cô không tin Tiêu Chính Văn, chỉ là có quá nhiều chuyện cô không thể lý giải được. Thậm chí, cô với Tiêu Chính Văn không có tình cảm quá sâu sắc, tất cả là vì sai sót của buổi tối 5 năm trước, cùng với Nana không thể chối bỏ. Vậy nên, nhiều lúc Khương Vi Nhan chịu tin Tiêu Chính Văn, nhưng nhiều lúc cô lại không biết mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Cô rất mâu thuẫn, bởi vì cô luôn cảm thấy sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn quá đột ngột. Hơn nữa, dường như trên người anh có rất nhiều chuyện mà cô không thể hiểu được. Ví dụ như thân phận của anh. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan nước mắt giàn giụa, trong lòng rất đau, cũng rất tự trách. Anh cũng muốn nói cho Khương Vi Nhan biết thân phận thực sự của mình, nhưng thân phận của anh là chuyện cơ mật nhất của Hoa Quốc, vẫn chưa đến lúc có thể nói ra. Hơn nữa, theo tiết lộ của Ninh Kỳ Nhi về bốn đại gia tộc tối nay, anh lại càng không thể để lộ thân phận của mình. Nếu không chắc chắn sẽ mang đến những nguy hiểm không thể lường trước cho Khương Vi Nhan và Nana. Vậy nên, Tiêu Chính Văn ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay Khương Vi Nhan, dịu dàng vén sợi tóc xóa xuống bên tai cô, khẽ nói, đồ ngốc, anh thì có gì phải giấu em chứ? Trước kia anh là lính ở chiến khu Bắc Lương, anh từng lập chút chiến công ở đó, cũng là một trưởng quan. Nhưng sau đó, vì nguyên nhân đặc biệt, anh bị thương, nên đành phải xuất ngũ. Nhưng ở chiến khu Bắc Lương luôn lưu truyền một câu nói, đó là sống là người Bắc Lương, chết là ma Bắc Lương. Chủ soái của bọn anh rất bảo vệ lính của mình, cũng rất tốt. Lần trước anh cầu cứu ông ấy biết Ninh Dương đối xử với anh và vợ con anh như vậy, liền điều người đến đây để thị uy giúp anh. Em không nhìn thấy những người lính Bắc Lương kia không có hành động gì lỗ mãng sao? Bởi vì anh không thể ra lệnh cho bọn họ. Được rồi, đồ ngốc, em đừng nghĩ lung tung nữa. Khương Vi Nhan nghe Tiêu Chính Văn nói xong, nhìn anh với ánh mắt hơi nghi ngờ, hỏi anh nói thật sao? Tiêu Chính Văn đỡ Khương Vi Nhan nằm xuống, đắp chăn cho cô, nói thật mà, em nghỉ ngơi đi, chỗ anh còn chút việc phải xử lý, dù gì những chuyện này cũng là do anh phải đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà làm tường trình. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Khương Vi Nhan liền thấy căng thẳng, tóm lấy cánh tay anh, vẻ mặt lo lắng hỏi anh, sẽ không sao chứ? Tiêu Chính Văn mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Khương Vi Nhan, nói em yên tâm đi, anh không sao. Đã đánh tiếng với bên đó rồi. Anh đi xem Nana thế nào nhé. Dứt lời, Tiêu Chính Văn rời đi, sang phòng bệnh của Nana ở bên cạnh. Trên giường bệnh, Nana đã ngủ say, sắc mặt hơi tái, môi cũng nứt nẻ, cổ quấn một lớp băng, trên người cũng có mấy chỗ dán ơ gâu và quấn băng trắng. Tiêu Chính Văn khẽ bước tới trước giường bệnh của Nana, nhìn con gái đang nằm trên giường, ánh mắt anh đầy vẻ tự ái và dịu dàng của người bố. Bố ơi, bố có người xấu bắt nạt Nana và mẹ, bố mau đến đánh người xấu đi. Hình như Nana mơ thấy gì đó, miệng không ngừng hét lên tên của Tiêu Chính Văn. Câu nói này khiến Tiêu Chính Văn chảy cả nước mắt, trong lòng vô cùng tự trách. Nana, bố xin lỗi, tại bố không tốt, tại bố không chăm sóc mẹ con cẩn thận. Bố thề sẽ không có lần sau nữa, Tiêu Chính Văn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nana. Lau mồ hôi rịn ra trên trán cô bé. Ngồi được 10 phút thì Tiêu Chính Văn rời khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe jeep của quân khu ở cổng, phóng như bay đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Lúc này, ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà, trước cổng có lính đang đứng gác, vũ trang đầy đủ. Trong tổng bộ, ánh đèn sáng choang. Tất cả các trưởng quan của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, cùng với một đám thế gia nhà giàu, gia chủ và chủ tịch các doanh nghiệp lớn ở Tu Hà do Lý Trường Thắng dẫn đầu, đang đứng trước cổng sở chỉ huy với vẻ mặt cung kính, dù hứng gió lạnh cũng không nửa lời oán thán. Lúc này, xe của Tống Hậu Lượng cũng đã đến trước cổng sở chỉ huy quân đội Tu Hà, anh ta mặc đồng phục, vội vã bước về phía đám người Hàn Lợi Dân. Nhưng anh ta phát hiện Hàn Lợi Dân đang đứng sau một người đàn ông trung niên, tỏ vẻ rất cung kính và khiêm nhường. Người đàn ông kia mặc quân phục, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng, điều đáng sợ là khí thế không giận mà uy tỏa ra từ người ông ta, khiến cả người Tống Hậu Lượng phải run lên. Sau đó, anh ta bước nhanh tới, nhìn thấy ngay quân hàm thượng tướng vàng lấp lánh trên vai người đàn ông trung niên kia. Báo cáo tướng quân, thuộc hạ Tống Hậu Lượng,
Tổng tư lệnh của Tổng cục chấp pháp Tu Hà, Tống Hậu Lượng lập tức chỉnh đốn quân phục của mình, sau đó chào Vương Truyền Minh. Vương Truyền Minh quay mặt lại, nhìn Tống Hậu Lượng, khẽ gật đầu đáp, Tổng tư lệnh Tống, rất xin lỗi cậu, chiến khu Đông Nguyên của chúng tôi có kẻ ngông cuồng coi trời bằng vung như vậy, khiến Tổng tư lệnh Tống bị giam lỏng, tôi thay mặt chiến khu Đông Nguyên xin lỗi cậu. Tống Hậu Lượng được quan tâm mà lo lắng, lập tức cười nói, tướng quân nói đùa rồi, tất cả đều vì Hoa Quốc, vì nhân dân. Vương Truyền Minh gật đầu, khóe mắt ánh lên nụ cười, có vẻ rất thích Tống Hậu Lượng, sau đó nói, cậu đứng qua đây đi, chúng ta cùng đợi. Tống Hậu Lượng vội vàng đứng phía sau Vương Truyền Minh, bên phải Hàn Lợi Dân, anh ta nhỏ giọng hỏi, thiếu tá Hàn, tình hình nhà họ Ninh thế nào rồi? Ngài Tiêu đâu? Hàn Lợi Dân khẽ đáp, sắp đến rồi. Vừa nói xong, ở cổng chiến khu, một chiếc xe jeep đột ngột dừng lại, tiếng phanh xe vang vọng cả sở chỉ huy. Sau đó, cửa xe bật mở, hai người lính xuống xe trước, mở cửa xe ra, rồi cầm súng đứng ở hai bên. Tiêu Chính Văn bước một chân xuống, sau đó chỉnh quân phục trên người, đứng trước mặt mọi người. Vương Truyền Minh lập tức dẫn mọi người bước tới. Nghiêm! Chào! Vương Truyền Minh tỏ vẻ nghiêm túc và sùng bái, cao giọng nói với Tiêu Chính Văn, thuộc hạ, Tổng tham mưu trưởng Tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, Thượng tướng Vương Truyền Minh, theo lệnh của chủ soái từ chiến khu Đông Nguyên đến giải cứu, xin ra mắt chủ soái Bắc Lương. Chà! Lời của Vương Truyền Minh vang khắp trước cổng sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Các binh lính ở phía sau, bên cạnh, xung quanh, đang chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều đứng nghiêm chào, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt nghiêm túc và cương nghị. Những người phía sau Vương Truyền Minh, trừ những người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, gia chủ, chủ tịch của các thế gia giàu có và các doanh nghiệp Tu Hà đứng sau lưng Lý Trường Thắng đều trợn tròn mắt. Anh ta là chủ soái Bắc Lương thật kìa. Không ít người thấy hơi thở trở nên gấp gáp, vẻ mặt cũng vô cùng kích động. Cũng may bọn họ tin lời Lý Trường Thắng nên đã chọn đúng. Nếu không, đêm nay, không chỉ nhà họ Ninh, mà gia tộc và doanh nghiệp của bọn họ cũng sẽ bị xóa sổ rồi. Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn Vương Truyền Minh, nói, Ninh Dương đâu rồi? Dẫn tôi đi gặp hắn. Chương 182, gây sự 1. Rõ. Vương Truyền Minh lập tức nghiêng người nhường đường, các cán bộ cấp cao của sở chỉ huy quân đội Tu Hà cùng với những con cá mập trong giới kinh doanh phía sau, tất cả đều nghiêng người nhường đường. Tiêu Chính Văn xuyên qua đám người, đến căn phòng đang nhốt Ninh Dương. Lúc này, Ninh Dương đang nằm trên giường, hai tay hai chân đã được cứu thương, nhưng bị còng tay chân, khóa vào thành giường. Xung quanh giường bệnh còn có hai binh lính mang súng đeo tai nghe, chấp hành việc canh giữ. Cửa phòng bệnh mở ra, Vương Truyền Minh cùng với Tiêu Chính Văn bước vào, nháy mắt ra hiệu với hai binh lính kia. Hai binh lính đứng nghiêm chào Vương Truyền Minh và Tiêu Chính Văn, sau đó rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Ninh Dương đang nằm trên giường bệnh, không thể động đậy. Thấy Tiêu Chính Văn bước vào, vẻ mặt anh ta vô cùng hoảng hốt, giãy giụa muốn ngồi dậy, nước mắt giàn giụa gào lên, Tiêu Chính Văn, tôi xin anh hãy tha cho nhà họ Ninh, tha cho em gái tôi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi chấp nhận hết, tôi xin anh đấy. Láo toét, Ninh Dương, cậu có biết người đứng trước mặt cậu là ai không? Vương Truyền Minh lạnh lùng quát, ánh mắt như muốn giết người. Cả người Ninh Dương run lên, bỗng tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt không dám tin, vừa hối hận vừa bất đắc dĩ, anh ta cúi đầu, nói kẻ có tội Ninh Dương ra mắt chủ soái Bắc Lương. Chủ soái Bắc Lương. Cả đời này Ninh Dương cũng không tin người trước mặt anh ta lại là chủ soái Bắc Lương. Tàn dư của nhà họ Tiêu đã biến mất 5 năm, 5 năm sau lại chính là chủ soái Bắc Lương uy danh chấn động Hoa Quốc. Là người dưới một người, trên cả vạn vạn người. Tiêu Chính Văn nhìn Ninh Dương với ánh mắt lạnh lùng, nói, Ninh Dương, anh có biết tôi đến làm gì không? Ninh Dương gật đầu, đáp tôi biết, tôi hành hạ sỉ nhục vợ con của chủ soái, vốn là tội chết. Nhưng tôi cầu xin chủ soái tha cho nhà họ Ninh, tha cho em gái tôi. Em tôi còn trẻ, vẫn đang tuổi xuân tươi đẹp, con bé cũng từng là người yêu của anh mà. Nói đến đoạn cuối, Ninh Dương gần như đau đớn không thiết sống nữa, khóc nấc lên. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, hỏi vặn lại, người yêu. Ninh Dương, anh cảm thấy Ninh Kỳ Nhi đối với tôi còn gì đáng để lưu luyến sao?
Cái chết của bố mẹ tôi có liên quan đến Ninh Kỳ Nhi, liên quan đến nhà họ Ninh các người. Tự tử đi, vì những người khác của nhà họ Ninh. Dứt lời, Tiêu Chính Văn rút một khẩu súng ở thắt lưng ra, ném xuống trước mặt Ninh Dương. Ninh Dương nhìn khẩu súng, lại nhìn Tiêu Chính Văn đã xoay người rời đi, nước mắt lã chã. Cuối cùng, anh ta run rẩy cầm khẩu súng lên. Ngoài cửa, Tiêu Chính Văn và Vương Truyền Minh đứng cạnh nhau, trong phòng bệnh phía sau, một tiếng đoảng vang lên. Vương Truyền Minh vẻ mặt áy náy, nói chủ soái Tiêu, tôi thay mặt chủ soái từ xin lỗi cậu, không ngờ chiến khu Đông Nguyên chúng tôi lại có kẻ ngông cuồng như vậy, để xảy ra chuyện thế này, mong chủ soái Tiêu rộng lượng bỏ qua, không vì chuyện này mà thù ghét chiến khu Đông Nguyên. Tiêu Chính Văn quay đầu, nhìn Vương Truyền Minh, nói, ông về nói với Từ Kiêu Long, chỉ có lần này thôi, không có lần sau đâu. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước rời khỏi sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Mãi sau khi Tiêu Chính Văn rời đi rồi, trán Vương Truyền Minh mới đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ông ta đã cảm nhận được cái uy của một long soái năm sao trên người Tiêu Chính Văn. Thật là khủng khiếp. Ông ta là một chiến thần cấp 4 sao, nhưng đứng trước Tiêu Chính Văn chẳng khác gì con kiến, không có bất cứ suy nghĩ phản kháng nào. Phù! Vương Truyền Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng đi theo Tiêu Chính Văn, đích thân tiễn anh rời khỏi sở chỉ huy quân đội. Hôm sau, trong phòng bệnh, Tiêu Chính Văn đang chăm sóc chu đáo cho Khương Vi Nhan và Nana, hai mẹ con đã được chuyển sang cùng một phòng. Bởi vì Nana bị sốt cao, nên lúc này vẫn hơi yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhưng khuôn mặt đã nở nụ cười ngây thơ và đáng yêu, nhìn Tiêu Chính Văn, cứ đòi anh chơi cùng. Khương Vi Nhan ở bên cạnh nhìn hai bố con chơi đùa vui vẻ, nét mặt cũng vô cùng dịu dàng. Nana, đừng quậy nữa, cả đêm qua bố con chưa được nghỉ, để bố con nghỉ chút đi, Khương Vi Nhan bĩu môi, cố ý tức giận nói. Vâng ạ, Nana cũng bĩu môi, tay ôm con búp bê, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mất mát, nói, bố nghỉ ngơi đi ạ, Nana không làm phiền bố nữa. Tiêu Chính Văn xoa đầu Nana, cười đáp, bố không mệt. Bố chơi với Nana thêm lúc nữa nhé. Thật không ạ, thế thì tốt quá, Nana vui vẻ khô chân múa tay. Khương Vi Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khiến ba người bên trong đều giật mình quay lại nhìn. Chương 183, gây sự 2. Chỉ thấy Từ Phân và Khương Thần lạnh lùng xông vào, chỉ vào Tiêu Chính Văn. Tức giận chửi bới, Tiêu Chính Văn. Cậu còn không mau cút đi, vì cậu mà tối qua suýt nữa cả nhà chúng tôi đã bị chôn sống. Cậu còn mặt mũi ở đây nữa sao? Từ Phân đã nhịn cơn giận từ tối qua, chỉ mong lập tức lao tới bệnh viện đấm cho Tiêu Chính Văn một trận no đòn. Nhưng tối qua có quá nhiều việc, bọn họ bị lính tuần đưa đi làm các loại tường trình, đến bây giờ mới được thả ra. Khương Thần cũng tức giận nói, mẹ kiếp. Tất cả là tại thằng vô dụng nhà anh, hại ông đây suýt nữa thì ngỏm ở nhà họ Ninh. Hôm nay không đánh anh một trận thì khó mà giải mối hận trong lòng. Dứt lời, Khương Thần vung nắm tay lên đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cú đấm này khiến Khương Vi Nhan và Nana sợ hãi hét lên. Nhưng ngay sau đó, cú đấm của Khương Thần dừng giữa không trung, bị Tiêu Chính Văn tóm chặt lấy, nắm tay còn phát ra tiếng rắc. A a a, đau đau đau. Tiêu Chính Văn, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra, tôi là em trai của vợ anh đấy. Ui ra, đau quá, gãy tay mất, gãy tay mất. Khương Thần tỏ vẻ đau đớn một cách thái quá, vẻ mặt vênh váo vừa rồi lập tức chuyển thành đau đớn. Mẹ mau nói gì đi chứ, Khương Thần thúc giục. Từ Phân lúc này mới có phản ứng, lập tức xông tới, đẩy Tiêu Chính Văn ra, chắn trước mặt Khương Thần, bà ta chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, mắng, loạn rồi, loạn rồi. Cậu muốn làm gì? Tiêu Chính Văn lạnh lùng trả lời, nếu không nhờ có tôi thì tối qua các người đã bị chôn sống rồi. Bây giờ còn dám to mồm ở đây nữa, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Cút, đừng có làm phiền Vi Nhan và Nana nghỉ ngơi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người, không thèm để ý hai mẹ con Từ Phân sắc mặt xanh mét, giận đến mức thở phì phò phía sau. Từ Phân tức phát điên, chỉ vào Tiêu Chính Văn. Rồi lại chỉ vào Khương Vi Nhan trên giường bệnh, ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi gào lên, ông trời còn có mắt hay không? Khương Vi Nhan, tôi là mẹ cô đấy,
vậy mà cô để một người ngoài ra tay đánh em cô đúng là đồ ăn cháo đá bát. Thấy Tử Phân khóc lóc vô lý, Khương Vi Nhan cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, mẹ làm loạn đủ chưa vậy? Nếu không nhờ Tiêu Chính Văn thì tối qua cả nhà chúng ta đã chết rồi. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn không phải là đồ vô dụng, anh ấy chính là anh hùng trong mắt con và Nana. Anh hùng cái quái gì? Hả, tôi thấy cô bị cậu ta mê hoặc mất rồi. Vừa sáng ra, người ở khắp Tu Hà đã biết cả rồi. Cậu ta chỉ là lính bình thường đã xuất ngũ của Bắc Lương mà thôi. Tối hôm qua thế trận hoành tráng như vậy đều là nhờ mối quan hệ mật thiết của hai chiến khu. Chưa kể thằng nhãi này còn mượn quân phục của cán bộ cấp cao tổng bộ chiến khu Bắc Lương, suýt nữa thì gây họa lớn, cô có biết không hả? Vừa sáng ra thời sự đã đưa tin rồi, Từ Phân gào lên. Bọn họ vốn còn tưởng Tiêu Chính Văn có thân phận đặc biệt gì, nhưng vừa sáng ra, chương trình thời sự của Tu Hà đã lên sóng chuyện của nhà họ Ninh tối hôm qua, đồng thời, Tiêu Chính Văn là nhân vật chính nên cũng bị công khai thân phận, đơn giản chỉ là lính xuất ngũ của chiến khu Bắc Lương. Nhưng, Khương Vi Nhan lại dịu dàng nhìn Tiêu Chính Văn, nói con đã biết chuyện này từ tối qua rồi, nếu mẹ không còn chuyện gì thì ra ngoài được rồi đấy, con mệt rồi. Tử Phân thấy Khương Vi Nhan chẳng thèm nghe mình thì tức đến mức chân giẫm hụt một cái, suýt nữa ngã lăn ra. Sau đó, bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, nói, được, được lắm. Hai vợ chồng bọn mày đồng lòng nhỉ, được lắm. Chúng ta cứ chống mắt lên mà xem. Sớm muộn cũng có ngày tao đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Khương. Còn nữa, Khương Vi Nhan, tao báo trước với mày, cuộc họp gia tộc hôm nay sẽ bàn bạc vấn đề chức vụ của mày ở công ty. Tiện đây cũng bàn xem mày và Nana có thể tiếp tục ở lại nhà họ Khương hay không. Nói xong, Từ Phân quay đầu đi thẳng. Trong phòng bệnh, vẻ mặt Khương Vi Nhan nghiêm trọng, có chút bàng hoàng. Tiêu Chính Văn bước tới, nhẹ giọng nói, em yên tâm, không sao đâu. Tất cả đã có anh. Biệt viện nhà họ Khương. Khương Thái Sương cùng với mười mấy họ hàng thân thích của nhà họ Khương, bao gồm cả gia đình Khương Văn Kỳ, đang bàn bạc về chuyện Khương Vi Nhan, Nana và Tiêu Chính Văn có được tiếp tục ở lại nhà họ Khương hay không. Tôi thấy không được, phải nhanh chóng đuổi ba cái đứa xui xẻo này ra khỏi nhà họ Khương. Đúng vậy, thời sự đã nói rồi, Tiêu Chính Văn chỉ là một tên lính xuất ngũ bình thường. Chúng ta cũng không cần phải nịnh bợ cậu ta. Lão gia mau đưa ra quyết định đi. Bây giờ nhà họ Ninh đã không còn, đang là cơ hội tốt để nhà họ Khương ta nổi lên. Không thể vì một số người mà làm tổn hại lợi ích của cả gia tộc được. Khương Thái Sương ngồi trên ghế thái sư, gật đầu, trong lòng đã quyết, đang định mở miệng ra quyết định, thì một quản gia đột nhiên chạy vào, kêu lên, lão gia, bên ngoài đột nhiên có mười mấy chiếc xe sang đến. Đều là gia chủ các thế gia giàu có hàng đầu và chủ tịch các tập đoàn lớn của Tu Hà. Chương 184, vì Tiêu Chính Văn ư. Đám người Khương Thái Sương nghe vậy cả người run rẩy, kích động đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi, vội hỏi, thật sao? Tỷ phú Lý Trường Thắng dẫn theo mấy nhân vật lớn từ Tu Hà đến nhà chúng ta ư? Quản gia vội gật đầu nói, vâng thưa lão gia, họ đang ở bên ngoài. Còn không mau mời họ vào. Đồ ngu ngốc này, thất lễ với tỷ phú Lý, hậu quả ông có gánh vác được không hả? Khương Thái Sương tức giận mắng, sau đó vội vàng đi ra cửa trước. Phía sau, cả nhà ba người Khương Văn Kỳ, cùng đám họ hàng thân thích nhà họ Khương có vẻ mặt ngơ ngác, sửng sốt, nhanh chóng nối gót theo sau lưng Khương Thái Sương. Chuyện này, người giàu nhất Tu Hà Lý Trường Thắng, bỗng nhiên dẫn theo nhiều người như vậy đến thăm hỏi nhà họ Khương là có mục đích gì? Đến cửa trước. Khương Thái Sương đã nhìn thấy đám người Lý Trường Thắng ở phía xa, tất cả đều là nhân vật có tiếng tăm ở Tu Hà, chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể khiến nền kinh tế Tu Hà chấn động. Mấy người này mà bắt tay hợp tác, thậm chí có thể thay đổi hướng đi của cả nền kinh tế Tu Hà, ảnh hưởng đến cả bộ máy cầm quyền và sở chỉ huy quân sự Tu Hà. Ôi trời, tỷ phú Lý, không ngờ ông lại bất ngờ ghé thăm, ông già này không kịp đón tiếp từ xa, không chu đáo rồi. Lúc này Khương Thái Sương như trẻ ra mấy chục tuổi, bước nhanh thoăn thoắt, nhanh chóng chắp hai tay nói với Lý Trường Thắng. Lý Trường Thắng đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó với mấy nhân vật lớn trong giới kinh doanh của Tu Hà, lúc này thấy Khương Thái Sương mang vẻ mặt nịnh nọt và tôn kính đang đi đến liền lạnh nhạt đưa tay ra, bắt tay với lão, mỉm cười nói cụ Khương,
lần này mạo muội ghé thăm, mong cụ đừng trách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Thái Sương lập tức cười nói, tỷ phú Lý, ông nói gì vậy, ông già này vô cùng hoan nghênh ông đến nhà họ Khương. Đúng đó, chủ tịch Lý, ông là tỷ phú của Tu Hà chúng ta mà, ông có thể đến nhà họ Khương, là nhờ tổ tiên nhà họ Khương thích đức. Khương Văn Kỳ chạy ra, cúi người, kính cẩn bắt tay với Lý Trường Thắng. Lý Trường Thắng lạnh lùng liếc nhìn Khương Văn Kỳ. Sau đó, Khương Thái Sương khiêm nhường hỏi, tỷ phú Lý, mọi người đột nhiên ghé thăm là có chuyện gì vậy? Là có việc gì cần tôi giúp sao? Nếu như có tỷ phú Lý cứ nói, nhà họ Khương chúng tôi mặc dù không phải gia tộc hàng đầu nhưng cũng có chút thực lực, nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ tỷ phú Lý. Đúng vậy, điều bố tôi vừa nói cũng chính là ý của tất cả người nhà họ Khương chúng tôi, mong tỷ phú Lý không chê. Khương Văn Kỳ tiếp lời Khương Thái Sương, cả đám người nhà họ Khương ở phía sau cũng cười nói phụ họa theo. Lý Trường Thắng mỉm cười, nói cụ Khương, mục đích lần này tôi đến đây rất đơn giản, đó là mời nhà họ Khương gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, trở thành một thành viên của Hiệp hội. Soạt! Nghe câu này, Khương Thái Sương run rẩy. Cái gì? Mời nhà họ Khương gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, trở thành thành viên của Hiệp hội. Trời ơi! Đây chính là cơ hội nghìn năm có một đó. Đây chính là cơ hội phát triển tốt nhất của nhà họ Khương. Một khi gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà thì sẽ có được số tài nguyên vô cùng dồi dào. Không riêng gì Khương Thái Sương, Khương Văn Kỳ, Khương Mỹ Nghiên mà tất cả người nhà họ Khương giờ phút khi nghe được câu nói của Lý Trường Thắng đều sững sờ, hơn thế nữa là kích động và kinh ngạc. Trời đất, tôi nghe thấy gì đây? Nhà họ Khương chúng ta có cơ hội gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, trở thành thành viên của Hiệp hội. Ôi trời ơi, nhà họ Khương sắp phát tài rồi. Lão gia, mau đồng ý đi. Chuyện này chính là cơ hội nghìn năm có một của nhà họ Khương đó. Cả đám người kích động không thôi. Tâm trạng Khương Thái Sương cũng rất kích động, vừa định đồng ý luôn thì Lý Trường Thắng lại đột ngột lên tiếng. Nhưng mà, cụ Khương, tôi nhắc nhở trước. Lần này mời nhà họ Khương gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà hoàn toàn là nể mặt cậu Tiêu. Hơn nữa, người đủ khả năng đại diện cho nhà họ Khương ký thỏa thuận với Hiệp hội, chỉ có thể là cô Khương Vi Nhan, không biết cụ Khương có ý kiến gì không? Lộp bộp! Trong lòng Khương Thái Sương run rẩy, khẽ cau mày, hơi nghi ngờ nhìn Lý Trường Thắng, hỏi tỷ phú Lý, ý của ông là nhà họ Khương có thể gia nhập Hiệp hội là do ông nể mặt Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, chỉ ký thỏa thuận hợp tác với Khương Vi Nhan thôi sao? Chính xác, Lý Trường Thắng thẳng thắn đáp lời, giọng điệu chắc chắn không thể nghi ngờ. Giờ phút này sắc mặt Khương Thái Sương hơi khó coi. Lão liếc nhìn Khương Văn Kỳ bên cạnh, thấy ông ta cũng nhíu mày, sau đó đi đến bên cạnh Khương Thái Sương, nhỏ giọng nói vào tai lão, bố, hay là chúng ta cứ đồng ý trước đã. Dẫu sao, đây cũng là cơ hội hiếm có với nhà họ Khương mà. Trừng trị Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn thì về sau suy tính kỹ hơn. Khương Thái Sương nghe vậy, khẽ gật đầu, tiếp đó mỉm cười nói, được. Mọi chuyện đều nghe theo tỷ phú Lý. Lý Trường Thắng vẻ mặt tươi cười, bắt tay với Khương Thái Sương rồi nói, vậy chúc mừng nhà họ Khương chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Thứ bảy tới, tại Sơn Trang Bạch Mã sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng để chào mừng. Lúc đó sẽ có rất nhiều thành viên mới của Hiệp hội Doanh nghiệp đến tham dự, nhà họ Khương cũng phải tới đó. Nghe vậy, Khương Thái Sương càng thêm kích động, nói, được được được. Cảm ơn tỷ phú Lý. Thứ bảy tuần tới chúng tôi nhất định sẽ đến. Lý Trường Thắng khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này Khương Mỹ Nghiên lại bất chợt lên tiếng, chủ tịch Lý, tôi không hiểu nổi, Tiêu Chính Văn không phải chỉ là lính xuất ngũ bình thường thôi sao? Tại sao ông phải nể mặt anh ta? Lẽ nào anh ta có thân phận gì khác nữa? Nghe Khương Mỹ Nghiên bất lịch sự chất vấn, Khương Thái Sương và Khương Văn Kỳ đều hoảng hồn, trừng mắt với Khương Mỹ Nghiên, lạnh lùng nói, Mỹ Nghiên. Không được vô lễ với tỷ phú Lý. Tuy nhiên, Lý Trường Thắng lại mỉm cười nói, không sao, nếu cô muốn biết vậy tôi không ngại nói cho cô nghe. Nhà họ Tiêu từng giúp đỡ tôi làm vậy xem như là trả lại ân tình. Nghe câu này, nghi vấn trong lòng mọi người đều đã được giải đáp, đều là vẻ mặt đã hiểu rõ sự tình. Sau đó, Lý Trường Thắng dẫn người đi luôn, người nhà họ Khương vẫn đứng ở cửa hồi lâu. Nhanh,
Lập tức đến bệnh viện báo tin cho Khương Vi Nhan, Khương Thái Sương vội vàng nói. Lão không hề muốn chậm trễ một giây phút nào. Không lâu sau, Khương Thái Sương cùng ba người nhà Khương Văn Kỳ và mấy người lớn tuổi nhà họ Khương, hùng hổ đến bệnh viện. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở bên cạnh Khương Vi Nhan. Cửa phòng bị đẩy ra, Khương Thái Sương bước vào. Khương Vi Nhan thấy mấy người Khương Thái Sương hung hăng xông vào, sắc mặt căng thẳng, vội vàng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, yếu ớt hỏi, ông, bác cả, mọi người đến làm gì vậy? Trong lòng Khương Vi Nhan rất lo lắng, cô sợ mấy người Khương Thái Sương đến kiếm chuyện với Tiêu Chính Văn. Vì vậy, cô nhìn sang Tiêu Chính Văn đang ngồi cạnh gọt táo cho mình, giơ bàn tay nhỏ nhắn, khẽ kéo áo anh, nhỏ giọng nói, Tiêu Chính Văn, ông đến rồi. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề quan tâm. Cảnh tượng này khiến cơn giận đang kìm nén trong lòng Khương Văn Kỳ bùng cháy. Mặt mũi ông ta tối sầm lại, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Gặp lão ra mà mày còn dám ngồi à? Lão sực đến vậy sao? Trên đường đi đến dây Khương Mỹ Nghiên cũng rất khó chịu, suy cho cùng, vốn dĩ có thể đuổi hai kẻ vô dụng là Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn khỏi nhà họ Khương, thế nhưng đột nhiên lại phát sinh chuyện ban nãy. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn này có số mệnh tốt thật. Nhất là tên Tiêu Chính Văn đó, không chỉ quen biết Hàn Lợi Dân, giờ thậm chí còn có mối quan hệ không rõ ràng với Lý Trường Thắng. Một người là thiếu tá sở chỉ huy quân đội Tu Hà, một người là người giàu có nhất Tu Hà. Nghĩ thế nào cũng thấy có ẩn ý kỳ quái. Tiêu Chính Văn, đứng lên cho tôi, không biết lớn nhỏ, thấy ông nội mà không thèm mở miệng ra chào, Khương Mỹ Nghiên lớn tiếng quát. Hai tay khoanh trước ngực, sát khí giữa hai hàng lông mày càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, xa cách. Khương Vi Nhan cũng không ngừng kéo áo Tiêu Chính Văn, khẽ nói, Tiêu Chính Văn, mau đứng lên đi, ông đến rồi. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại điềm nhiên đưa quả táo đã gọt vỏ cho Khương Vi Nhan, sau đó quay người, ánh mắt thờ ơ nhìn đám người Khương Thái Sương, lạnh lùng nói, có chuyện gì sao? Chương 185, đám cưới. Nhìn thấy thái độ này của Tiêu Chính Văn, sắc mặt của Khương Thái Sương cực kỳ khó coi. Nhưng vừa nghĩ đến lời của Lý Trường Thắng, Khương Thái Sương phải cố nặn ra một nụ cười già nua và nói, Chính Văn à, không sao đâu, chúng ta cùng tới đây để thăm Vi Nhan thôi. Hừ, Tiêu Chính Văn khoanh tay, đứng trước mặt mọi người, giễu cợt nói, các người có lòng tốt vậy sao? Hỗn láo, Tiêu Chính Văn, mày nói chuyện với lão gia bằng thái độ gì vậy? Còn muốn ở nhà họ Khương không hả? Khương Văn Kỳ nổi giận, chỉ tay vào mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn này đúng là không biết lớn nhỏ. Khương Mỹ Nghiên cũng khịt mũi nói, theo con thấy, trong mắt anh ta không hề có ông nội, cũng không hề có nhà họ Khương này. Tưởng tối qua nổi danh rồi thì coi mình là nhân vật lớn sao? Đừng nằm mơ nữa, anh có thân phận gì chúng tôi đều biết, cũng chỉ là một tên lính xuất ngũ 5 năm, nhờ vào danh tiếng của chủ soái Bắc Lương mà thôi. Đúng vậy. Nếu tối qua không có chủ soái Bắc Lương và Vương Truyền Minh của chiến khu Đông Nguyên thì mày, Vi Nhan và cả đứa con hoang kia đã chết hết rồi. Tiết Mai mỉa mai nói, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Nhưng, dầm, đột nhiên, trên người Tiêu Chính Văn tỏa ra sát khí, hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Mai, giống như một con dã thú, trầm giọng nói, nếu muốn chết thì bà nói lại lần nữa đi. Ai là đứa con hoang? Soạt, Tiết Mai lúc này bị dọa sợ. Lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn như thần chết trước mặt, lắp bắp nói, mày tức giận gì chứ? Lẽ nào tao nói sai sao? Nana không phải đứa con hoang thì là ai? Nó là con hoang do Vi Nhan sinh ra khi chưa kết hôn. Hơn nữa, bây giờ mày và Vi Nhan có quan hệ gì hả? Vợ chồng sao? Đừng tưởng chúng mày bí mật đăng ký kết hôn thì nhà họ Khương này sẽ thừa nhận mối quan hệ của chúng mày. Chưa tổ chức đám cưới thì mãi không được công nhận danh phận vợ chồng. Ở Tu Hà vĩnh viễn chỉ là một trò cười mà thôi. Đây là truyền thống của Tu Hà, cũng chính là truyền thống của Hoa Quốc. Nghe Tiết Mai nói vậy, trên mặt đám người nhà họ Khương xung quanh cũng lộ ra vẻ chế nhạo. Thậm chí, có người còn nhỏ tiếng nói. Ha ha, hai người bọn họ thì có quan hệ gì chứ? Quan hệ bất chính thì có. Đúng vậy. Không có sự chứng kiến của bố mẹ, không có sự chúc phúc của người thân bạn bè, chỉ tùy tiện lấy giấy chứng nhận thì đã coi là kết hôn rồi sao? Đó chỉ là hai tờ giấy mà thôi. Đúng,
Kết hôn phải có sự chứng giám và chúc phúc của bố mẹ. Đây là truyền thống của Tu Hà, cũng là truyền thống của Hoa Quốc. Như vậy thì nói Na Na là đứa con hoang cũng không sai. Đối mặt với những lời chế giễu của mọi người, vẻ mặt của Khương Vi Nhan đột nhiên trở nên rất khó coi. Trong mắt cô chất chứa đầy nỗi buồn và sự uất ức, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Kết hôn, đối với một người con gái mà nói, thực sự là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, cũng là thời khắc cả đời cô không bao giờ quên. Đối với Khương Vi Nhan, cô đã mơ tưởng vô số lần rằng một ngày nào đó cô có thể nắm tay Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình, bước vào lễ đường dưới sự chứng giám của người thân bạn bè, bước tới bến bờ hạnh phúc. Nhưng từng lần mơ tưởng đều tan vỡ. Bởi vì, Khương Vi Nhan biết rằng cô không còn trong trắng, vì một sự cố ngoài ý muốn 5 năm trước, cô sớm đã không còn hy vọng vào chuyện hôn nhân của đời mình rồi. Thậm chí, cô còn nghĩ sẽ không có ai lấy cô. Nhưng bây giờ khác rồi, Tiêu Chính Văn đã trở về, lại cho cô hy vọng. Vì vậy, ngày đó, Tiêu Chính Văn đưa cô đi đăng ký kết hôn, cô rất vui, cũng rất hài lòng, càng mãn nguyện hơn. Bởi vì, Khương Vi Nhan biết bản thân không dám yêu cầu một đám cưới xa hoa, hơn nữa không dám cầu xin sự chúc phúc của bố mẹ và bạn bè, bởi vì cô không có diễm phúc đó. Tiêu Chính Văn có thể đăng ký kết hôn với cô thì cô đã biết ơn số phận lắm rồi. Nhưng điều này không có nghĩa là cô không hy vọng có một cuộc hôn nhân viên mãn. Lúc này, nghe những lời chế nhạo của đám người nhà họ Khương, Khương Vi Nhan không kìm chế được cảm xúc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đôi bàn tay bé nhỏ quấn đầy băng gạc của cô không ngừng túm chặt lấy áo bệnh nhân, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt. Nhưng, đột nhiên, một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt lấy tay Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Sau đó, cô nghe thấy Tiêu Chính Văn nói với mọi người, các người nghe đây. Khương Vi Nhan là vợ tôi, là người phụ nữ Tiêu Chính Văn bảo vệ cả đời. Tôi nhất định sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất cho cô ấy, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất ở Tu Hà, thậm chí là cả Hoa Quốc. Tôi muốn toàn thể người dân Hoa Quốc chứng giám và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nghe vậy, đám người nhà họ Khương đều nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan bằng ánh mắt kinh ngạc. Sau đó, cả phòng bệnh vang lên một tràng cười sảng khoái. Ha ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Một con chó hoang lại dám nói muốn cả Hoa Quốc chứng kiến đám cưới của bọn họ. Đúng là trò cười, anh ta thực sự nghĩ mình là chủ soái Bắc Lương à. Khương Vi Nhan lấy phải một người chồng vô dụng và ba hoa như vậy, đúng là khổ thật. Đối mặt với sự chế giễu của đám người, Khương Vi Nhan cúi đầu, tay cô muốn thoát ra khỏi tay Tiêu Chính Văn, thấp giọng nói, Tiêu Chính Văn, đừng nói nữa, cầu xin anh đấy. Lúc này, lòng tự trọng của Khương Vi Nhan đã bị xúc phạm. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, quay lại nhìn cô nghiêm túc nói, Vi Nhan, tin anh đi, anh nhất định sẽ tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng, anh sẽ để mọi người chúc phúc cho chúng ta. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Trong lòng Khương Vi Nhan chấn động, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, xúc động nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, sau đó gật đầu, vâng, em tin anh. Bố ơi, còn Na Na nữa, bố không được quên Na Na. Đột nhiên, Na Na chạy tới, nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, ngẩng đầu lên, nhìn anh cười vui vẻ. Tiêu Chính Văn ôm Na Na, véo cái mũi nhỏ nhắn, nói, đương nhiên rồi. Con sẽ trở thành cô công chúa nhỏ đáng yêu và hạnh phúc nhất trên đời. Na Na vui vẻ khô tay múa chân. Nhưng sắc mặt của đám người nhà họ Khương lại vô cùng khó coi. Trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chẳng khác gì những chú hề. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn quay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thái Xương, nói còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì mời các người ra ngoài. Thái độ của anh có thể nói là rất không nể mặt. Vốn dĩ Khương Thái Xương vội vàng muốn đến thăm Khương Vi Nhan, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, đột nhiên vô cùng tức giận. Lão lạnh lùng quát, Khương Vi Nhan, đám cưới của cô và con chó hoang này tôi sẽ không tham dự đâu. Người nhà họ Khương cũng sẽ không tham gia, bao gồm cả bố mẹ cô, ai dám tham gia thì sẽ đối đầu với tôi. Sẽ bị gạch tên khỏi nhà họ Khương. Vâng thưa lão gia. Đám người nhà họ Khương nhao nhao nở nụ cười đồng ý.
Khương Vi Nhan sững sờ, khóc nói, ông nội, đám cưới của Vi Nhan, ông thật sự không tham gia sao? Ông thật sự không muốn chúc phúc cho Vi Nhan à? Khương Thái Sương không nói gì, nghiêm nghị ra quyết định. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên nở nụ cười mỉa mai. Khương Mỹ Nghiên tiến lên một bước, vênh mặt kiêu ngạo, khiêu khích nói, Khương Vi Nhan, cô đang nằm mơ đấy à? Đám cưới của cô và Tiêu Chính Văn có thể có bộ dạng thế nào chứ? Bày một bàn rượu và thức ăn rẻ tiền với hai cây nến đỏ à? Nhà họ Khương không thể để mất thể diện như vậy được. Còn muốn ông nội tham gia đám cưới của cô nằm mơ đi. Nói cho cô biết, ngày 28 tháng sau, tôi và Ngô Khoan Nghiệp ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị sẽ kết hôn. Đến lúc đó, tôi sẽ mời cô đến để các người nhìn xem thế nào mới gọi là đám cưới. Đám cưới của tôi nhất định sẽ chấn động cả Tu Hà này. Chương 186, Quốc hôn của chủ soái Bắc Lương. Nghe vậy, người nhà họ Khương sửng sốt, sau đó kích động hỏi. Mỹ Nghiên, cháu sắp kết hôn với thiếu gia Ngô sao? Trời ơi, Mỹ Nghiên của chúng ta cuối cùng cũng được gả vào nhà họ Ngô, từ nay về sau, con bé sẽ làm bà chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị rồi. Ha ha ha, tốt quá rồi. Bám chắc lấy cây cổ thụ tập đoàn Ngô Thị này thì nhà họ Khương chúng ta sẽ ngày một thịnh vượng. Một đám người không ngừng khen ngợi và nịnh nọt, ai nấy đều phấn chấn. Trái ngược hẳn với thái độ trước đây đối với Khương Vi Nhan. Khác nhau một trời một vực. Khương Mỹ Nghiên nghe đám người khen ngợi, hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ mà lòng như lâng lâng, cô ta nói, vốn dĩ tôi muốn đợi đến ngày mai mới nói cho mọi người biết. Nhưng chẳng có cách nào cả. Có những người không đánh cho một đòn cảnh tỉnh thì không biết mình đang đứng ở đâu. Ngày 28 tháng sau, đám cưới của tôi sẽ được tổ chức tại hội trường số 1 của khách sạn Hoàng gia sang trọng và lớn nhất ở Tu Hà. Một nửa các thế gia giàu có và các doanh nghiệp lớn ở Tu Hà sẽ đến tham dự đám cưới của tôi, nó sẽ bao phủ một nửa các con phố của Tu Hà. Đồng thời, tất cả ảnh cưới của thiếu gia Ngô và tôi sẽ được treo lên, còn có cả đèn lồng, hơn nữa. Chúng tôi đang lên kế hoạch mời mười mấy kênh truyền thông tới đưa tin. Thiếu gia Ngô đã quyết định, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với ba kênh truyền hình địa phương ở Tu Hà trong suốt một ngày. Đám cưới của chúng tôi sẽ được truyền hình trực tiếp. Vào thời điểm đó, Khương Mỹ Nghiên tôi chắc chắn sẽ trở thành cô dâu được tất cả cư dân Tu Hà ngưỡng mộ. Nhà họ Khương lúc dự đám cưới của tôi cũng sẽ hết sức oai phong, để lại cho toàn bộ cư dân Tu Hà một ấn tượng khó phai mờ. Tốt, tốt lắm. Khương Thái Sương nghe vậy rất kích động, mặt mũi đỏ bừng, càng thêm thích Khương Mỹ Nghiên, quả nhiên là cháu gái ngoan của ông nội rất hài lòng, cũng rất vui. Tới lúc đó, chắc chắn ông nội sẽ tặng cho cháu của hồi môn thật lớn. Cháu cảm ơn ông nội ạ. Khương Mỹ Nghiên nở một nụ cười ngọt ngào, cô ta ôm lấy cánh tay của Khương Thái Sương làm nũng, thậm chí còn cố ý trừng mắt, khiêu khích Khương Vi Nhan, nói thế nào, Khương Vi Nhan. Hay là tôi với cô đọ xem đám cưới của ai mới là đám cưới lớn nhất trong lòng người cư dân Tu Hà. Đột nhiên, Khương Vi Nhan có chút không tự tin. Nếu đám cưới được tổ chức ở hội trường số 1 của khách sạn Hoàng gia thì không còn gì sánh bằng. Cô ta còn tiếp đãi một nửa những nhân vật nổi tiếng của Tu Hà, bao trọn một nửa thành phố để treo ảnh cưới của họ. Khương Vi Nhan không thể chi nhiều đến mức như vậy, cô tin Tiêu Chính Văn cũng không thể làm được. Tiêu Chính Văn mua cho cô một chiếc ô tô thôi, đã tiêu hết số tiền tiết kiệm được từ trong quân đội rồi. Vì vậy, Khương Vi Nhan xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, chị Mỹ Nghiên, em chúc mừng chị, chúng ta không nên đọ nhau thì hơn, em. Tuy nhiên, còn chưa nói xong. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn bước tới và đứng trước mặt Khương Vi Nhan, anh nhìn Khương Mỹ Nghiên bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói, được thôi. Đọ thì đọ, đây là cô tự yêu cầu đấy. Tôi và Khương Vi Nhan cũng sẽ kết hôn vào ngày 28 tháng sau. Các người mời một nửa số nhân vật nổi tiếng của Tu Hà, bao trọn một nửa thành phố. Chả có gì đáng để kiêu ngạo cả, vì đám cưới của tôi với Vi Nhan sẽ hoành tráng hơn, sang trọng hơn và bắt mắt hơn thế này. Tất nhiên, mặc dù cô không muốn tham dự đám cưới của tôi với Vi Nhan, nhưng tôi vẫn sẽ gửi cho cô thiệp mời. Sau khi Tiêu Chính Văn nói xong, bầu không khí trong phòng bệnh trầm xuống. Mọi người đều nhìn anh y như đang nhìn một thằng ngốc. Bao gồm cả Khương Vi Nhan đang đứng phía sau anh, lúc này, cô nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn với vẻ nghi ngờ và không tự tin,
sau đó kéo cánh tay của anh, nói nhỏ: Tiêu Chính Văn, anh đừng gây chuyện nữa, đám cưới chúng ta làm sao có thể long trọng hơn đám cưới của chị Mỹ Nghiên chứ? Mà em cũng không muốn so bì, những điều này đối với em không quan trọng, chỉ cần có anh và Nana ở bên là em đã mãn nguyện rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, anh nắm lấy tay cô, nói: anh biết, nhưng em hãy tin anh sẽ làm được. Khương Mỹ Nghiên lập tức phản bác lại đầy chế nhạo, chém gió vừa. Anh làm được á? Đừng đùa, riêng chi phí bao chọn địa điểm tổ chức hội trường số 1 của khách sạn Hoàng gia đã lên tới 1 triệu. Chi phí treo ảnh cưới của thiếu gia Ngô và tôi trên một nửa đường phố Tu Hà tốn hơn 5 triệu. Anh có từng đây tiền không? Có đủ tiền làm không? Anh chỉ là thằng bỏ đi đã xuất ngũ mà còn muốn so sánh với tôi. Đúng là chuyện viển vông. Những người nhà họ Khương khác cũng hùa theo mắng họ, không thèm để ý đến những lời của Tiêu Chính Văn. Lại còn gửi thiệp mời cho chúng tôi chả thèm đi. Đúng vậy, nhà họ Khương chúng tôi nhất định sẽ không đi đám cưới của hai người. Hai người bỏ ngay cái ý định đó đi. Mọi người không ngừng chế nhạo, mỉa mai. Nhưng Tiêu Chính Văn thì không thèm giải thích, anh tiễn bọn họ về luôn. Mọi người trong nhà họ Khương đều không muốn ở lại nữa, tất cả đều rời khỏi bệnh viện. Tiêu Chính Văn đứng ở cổng bệnh viện, nhìn người nhà họ Khương rời đi từ xa, anh lập tức bấm điện thoại gọi cho Long Nhất, nói, ngày 28 tháng sau, tôi sẽ kết hôn với Khương Vi Nhan. Dùng hết mọi mối quan hệ, tôi muốn cho cô ấy một hôn lễ thế kỷ. Khương Mỹ Nghiên có thể khiến một nửa Tu Hà chúc mừng đám cưới của cô ta, vậy thì tôi sẽ tổ chức đám cưới cho Khương Vi Nhan ở hàng trăm, hàng nghìn thành phố. Không, tôi muốn tổ chức một đám cưới thế kỷ và đáng ngưỡng mộ hơn thế nữa. Long Nhất, tôi muốn tổ chức cho cô ấy quốc hôn. Tôi muốn toàn bộ Hoa Quốc chúc phúc cho cô ấy. Tôi muốn toàn bộ Hoa Quốc với 1 tỷ cư dân, 3 triệu binh lính, 5 đại chiến khu, 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu tự trị và các đặc khu, tất cả đều phải chúc phúc cho đám cưới của tôi và Khương Vi Nhan. Long Nhất ở đầu bên kia điện thoại hết sức cung kính, lập tức đáp, rõ. Thưa chủ soái, tôi sẽ vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ để lo liệu chuyện này. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho anh và chị dâu một quốc hôn thế kỷ. Sau khi cúp điện thoại, Long Nhất mặt đầy khí thế, trong lòng như cuộn trào cảm xúc, vô cùng kích động. Chủ soái sắp kết hôn. Hơn nữa còn là quốc hôn. Từ khi Hoa Quốc được gây dựng, nơi đây chưa từng có quốc hôn. Đây là lần đầu tiên. Không thể để xảy ra sai sót được. Vì vậy, Long Nhất nhanh chóng gọi tới Tổng Bộ Chiến khu Bắc Lương, trực tiếp ra lệnh, lập tức thông báo, vào ngày 28 tháng sau, chủ soái sẽ tổ chức quốc hôn thế kỷ với chủ mẫu. 300.000 quân Bắc Lương, trừ những người đang trấn thủ biên cương, tất cả đều ở nguyên tại chỗ đợi lệnh, sẵn sàng đến Tu Hà bất cứ lúc nào để cùng chúc mừng đám cưới của chủ soái. Ngoài ra, thông báo tới 4 chiến khu lớn khác và Long Các rằng chủ soái Bắc Lương đã ra lệnh tổ chức quốc hôn, bảo bọn họ tiến hành chuẩn bị ngay lập tức. Rõ, thưa tướng quân Long Nhất, nhân viên nhận cuộc gọi ở đầu dây bên kia lúc này đứng nghiêm trả lời. Ngay sau đó, vô số cuộc gọi từ Tổng Bộ Chiến khu Bắc Lương đến 4 chiến khu khác ở Hoa Quốc, cũng như các tòa hành chính của các tỉnh và thành phố khác. Ngày hôm đó, tất cả các cơ quan cầm quyền và bộ phận chiến khu của Hoa Quốc đều trở nên vô cùng bận rộn. Bởi vì tất cả đều nhận được cuộc gọi thông báo chủ soái Bắc Lương sắp tổ chức quốc hôn. Tất cả các đơn vị bên dưới phải tích cực hợp tác. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai Long Các. Chu Trấn Thanh, Tổng Thư ký của Long Các, là người đầu tiên nhận được mật điện từ Tổng Bộ Chiến khu Bắc Lương. Sau khi nhận được tin tức, ông ta vô cùng lo lắng, lập tức chạy đến phòng họp chính của Long Các, đứng ở cửa và khẽ gõ cửa phòng họp. Mời vào. Chu Trấn Thanh chỉnh lại bộ quần áo Tôn Trung Sơn của mình, rồi nhanh chóng bước vào phòng họp. 4 vị các lão của Long Các đang tiến hành một cuộc họp bí mật, nhìn thấy Chu Trấn Thanh đi vào, Tần Hán Quốc mỉm cười rồi hỏi, thư ký Chu, có chuyện gì mà lo lắng như vậy? Chu Trấn Thanh đứng nghiêm người ở một bên, vẻ mặt cung kính báo cáo, Tần lão, tôi vừa nhận được mật điện từ Tổng Bộ Chiến khu Bắc Lương, chủ soái Bắc Lương đã hạ lệnh dùng tất cả tài nguyên của Hoa Quốc để tổ chức quốc hôn. Chương 187, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ. Nghe thấy lời này, Tần Hán Quốc đứng bật dậy, tâm trạng hết sức xúc động, ông ta cười lớn, cái gì? Thằng nhãi kia sắp kết hôn.
không chỉ có Tần Hán Quốc mà ba vị các lão khác, ngay cả Giang Vạn Long cũng tràn đầy phấn khích và vui mừng. Ông ấy không lo lắng chút nào về việc Tiêu Chính Văn sắp tổ chức quốc hôn, ngược lại giống như cháu trai mình sắp cưới vợ vậy, rất vui mừng, rất xúc động. Tần Hàn Quốc chắp hai tay sau lưng, lập tức hạ lệnh, thư ký Chu, lập tức hạ lệnh cho tất cả các đơn vị trong Hoa Quốc phối hợp tổ chức quốc hôn. Đám cưới vào ngày 28 tháng sau phải hoành tráng, phải chứng tỏ được uy thế của Hoa Quốc. Chúng ta phải mời các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước phát sóng trực tiếp cả ngày trên các kênh. Để cho đám người xấu nước ngoài đó xem cho rõ đám cưới của chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc ta hoành tráng đến nhường nào. Để cho bọn chúng hiểu uy thế của quốc gia ta hưng thịnh đến nhường nào. Để bọn chúng thấy người dân Hoa Quốc ta ủng hộ và yêu nước đến nhường nào. Rõ, Chu Trấn Thanh vội vàng đáp lại, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp. Sau đó, ông ta do dự nói, Tần Lão, ông không suy xét chuyện này sao? Đây là quốc hôn, sẽ tốn rất nhiều thời gian công sức. Cũng tiêu hao không ít tài nguyên. Láo xược, Tần Hán Quốc đột nhiên tức giận trách mắng, Chu Trấn Thanh. Ông bị làm sao thế? Thằng nhãi đó đã canh giữ biên cương cho Hoa Quốc ta 5 năm trời. Dẫn đầu 300.000 quân Bắc Lương không sợ sống chết, cậu ấy đã phải trải qua biết bao gian khổ nơi biên giới, chống lại đội quân hàng triệu người của 8 nước, bảo vệ cơ nghiệp trăm đời của Hoa Quốc. Bây giờ, cậu ấy chỉ muốn tổ chức đám cưới. Hoa Quốc ta đương nhiên sẽ hết mình chúc mừng cho cậu ấy. Chỉ là quốc hôn mà thôi, tôi sẽ đi mời thiên tử. Vâng, 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 thuộc hạ hiểu rồi ạ, Chu Trấn Thanh sợ tới mức lau mồ hôi lạnh trên trán. Tần Hàn Quốc, đó là một trong năm vị đại soái đầu tiên của Hoa Quốc đã về hưu. Tuy lớn tuổi nhưng ông ấy cũng là chủ soái cấp 3 sao. Thực lực và bản lĩnh khó bề sánh kịp. Giang Vạn Long ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Nói, thư ký Chu, ông đi chuẩn bị đi, chuyện quốc hôn, chúng tôi sẽ trình báo với thiên tử, ông không phải lo. Vâng, thưa Giang Lão, Chu Trấn Thanh nghiêm chào, rồi chậm rãi rời khỏi phòng họp. Mãi cho đến khi rời khỏi chỗ đó, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đều tại ông ta hỏi quá nhiều. Ngay sau đó, ông ta nhanh chóng chạy xuống và phát lệnh của Long Các. Trong lãnh thổ Hoa Quốc, 3 triệu binh lính. 5 chiến khu lớn và các đơn vị hành chính ở nhiều tỉnh, thành phố, khu tự trị và đặc khu đều đang bí mật chuẩn bị cho quốc hôn. Tại phòng họp Long Các, gương mặt Tần Hàn Quốc không giấu nổi niềm kích động và vui mừng, nói, ha ha ha. Thằng nhãi này cuối cùng cũng kết hôn rồi. Ông già đây đợi rượu cưới của cậu ấy từ lâu lắm rồi. Ngày xưa, tôi vẫn cứ muốn giới thiệu cháu gái của mình cho cậu ấy. Đám cưới của cậu ấy. Mấy ông già chúng ta nhất định phải tham dự. Ông Tần, đừng kích động quá, ông nhìn đi, cứ như là cháu trai ông sắp kết hôn không bằng, Bành Trấn Quốc ở một bên tỏ vẻ chê bai. Tần Hàn Quốc lập tức trả lời, sao nào, tôi vui lắm đấy nhé, cậu ấy chính là cháu trai của tôi. Cứ làm như ông thì không lo lắng ấy. Ông xấu tính nhất đấy nhé, đừng tưởng rằng tôi không biết ông lén lút nhét bao nhiêu trang bị tốt cho chiến khu của thằng nhãi đấy. Nếu chuyện này để cho 4 đại chiến khu khác biết, mất công người ta lại nói mấy ông già này thiên vị. Bành Trấn Quốc bật cười ha hả, nói, đây chẳng phải là do tôi quan tâm đến binh lính đang canh giữ biên cương sao, là điều nên làm thôi. Bên này, Giang Vạn Long đã đứng dậy, mặc áo gió kiểu Tôn Trung Sơn, đội mũ đen lên, nói, tôi đến thiên tử các một chuyến, để bẩm báo chuyện này với thiên tử. Chúng tôi cũng đi. Tần Hàn Quốc và 3 người còn lại cùng nhau đứng lên. Giang Vạn Long gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, 4 vị các lão rời khỏi Long Các, ngồi trên xe riêng của Hoa Quốc, đi đến thiên tử các hết sức trang nghiêm và tráng lệ. Thiên tử các y như tên gọi của nó, chính là thiên tử. Ông ấy cũng là người đứng đầu cả Hoa Quốc. Mấy người Giang Vạn Long bước xuống xe, thị vệ ở cửa nhìn thấy họ chính là tứ lão Long Các, lập tức đứng nghiêm kính chào rồi cho phép qua. Sau khi mấy người Giang Vạn Long bước vào thiên tử các, nhìn thấy ở cửa có các quan chức cầm quyền cấp cao và những doanh nhân giàu có hàng đầu của Hoa Quốc đều đang đứng chờ gặp thiên tử, thì hết sức kinh ngạc. Đó là tứ lão Long Các mà nhỉ, không ngờ bọn họ lại cùng nhau xuất hiện ở thiên tử các. Không phải đâu, có tin đồn rằng tứ lão Long Các sẽ không bao giờ hành động cùng nhau. Bọn họ nhất định phải hành động riêng biệt, lần này đột nhiên đi với nhau. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Nói bé thôi, đây là thiên tử các đó. Trong thiên tử các, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bục cao, bị tấm màn lụa vàng ngăn giữa, ông ấy đang viết một cuốn sách mới, người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ấy, nhưng khí chất tỏa ra từ người đàn ông này lại thực sự mạnh mẽ. Mặc dù đã kiềm chế, nhưng vẫn đủ để khiến người khác phải khiếp sợ. Thiên tử, mấy người Giang Vạn Long cúi mình, nói. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên xuống, giống như tiếng vang của trăm chuông vọng lại, mang theo một âm điệu vô cùng chính trực. Thưa ngài, chủ soái Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, muốn tổ chức quốc hôn, Giang Vạn Long cung kính nói. Người đàn ông trung niên đứng sau bức màn vàng trên bục cao đột nhiên dừng cây bút trên tay. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục tôn trung sơn, hai tay cầm tờ giấy tuyên màu vàng nhạt, bước lên cửu tầng long giới đi xuống, tới trước mặt mấy người Giang Vạn Long, cúi mình nói, Giang lão, ý chỉ của thiên tử. Giang Vạn Long nhanh chóng tiếp nhận tờ giấy tuyên màu vàng nhạt, toàn bộ tờ giấy tuyên được bao quanh bởi những con rồng vàng uốn lượn, rất lộng lẫy. Mở tờ giấy tuyên ra, bên trên viết ba chữ, ban quốc hôn. Xì xào. Giang Vạn Long hít sâu một hơi, quay người về phía bục cao, quay lưng về phía mọi người, nói, hóa ra thiên tử đã biết chuyện này lâu rồi. Sau đó, bóng dáng kia nhàn nhạt nói, Tiêu Chính Văn có ân với Hoa Quốc ta. Chúng ta không thể thất lễ với cậu ấy được, càng không thể khiến binh lính của Bắc Lương chạnh lòng. Quốc hôn này nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt, để trong và ngoài nước thấy rõ quốc uy của Hoa Quốc ta. Vâng, thưa thiên tử, Giang Vạn Long cúi đầu, vẻ mặt trịnh trọng, cung kính. Ngoài ra, hãy chuẩn bị một món quà hào phóng giúp ta, tặng cậu ấy dưới nghi lễ cao nhất của Hoa Quốc. Từ trên bục cao, một giọng nói nhàn nhã vang lên, bóng dáng người đàn ông trung niên đã biến mất. Giang Vạn Long và những người khác lập tức rời khỏi thiên tử các, vội vã đi về phía xe riêng của họ. Đồng thời, tại ngoại ô Long Kinh, một biệt thự quanh năm không ai sinh sống. Vào lúc này, trong sảnh chính của biệt thự, mười mấy người mặc quần áo bó sát màu đen, được vũ trang đầy đủ và đeo mặt nạ màu đen, đang quỳ một gối dưới đất. Trước mặt họ là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, đứng chắp tay, anh ta mặc một bộ đồ đen, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lùng. Rác rưởi, không phải 5 năm trước, các cậu nói đã diệt sạch toàn bộ nhà họ Tiêu sao? Tại sao, ở Tu Hà vẫn xuất hiện tàn dư của nhà họ Tiêu? Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ném 3 tấm ảnh trong tay xuống. Một tấm là của Tiêu Chính Văn, một tấm là của Khương Vi Nhan, tấm còn lại là Nana. Người đàn ông đeo mặt nạ đang quỳ trước đám đông trầm giọng nói, thưa chủ nhân, là do chúng tôi chưa làm tốt nhiệm vụ. Xin chủ nhân trừng phạt. Hừ, tôi cho các cậu một cơ hội nữa, mau chóng đến Tu Hà giết cả 3 người bọn họ, diệt trừ tận gốc. Hơn nữa nhà họ Ninh ở Tu Hà, cũng phải giết sạch, không chừa một người nào. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ lạnh lùng nói, đôi mắt sau mặt nạ có một quầng thâm nhạt, mang theo sát khí thấu trời. Rõ. Sột soạt. Trong tích tắc, hàng chục bóng dáng mặc đồng phục chiến đấu màu đen và đeo mặt nạ đột nhiên đứng dậy, lao ra khỏi biệt thự. Còn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nhìn đám người rời đi, khẽ nhếch môi, nhà họ Tiêu, được lắm. 5 năm trước tao chưa giết sạch chúng mày. Lần này, tao sẽ diệt cỏ tận gốc. Chương 188, sát thủ. 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, mỗi ngày mọi người ở Tu Hà đều bàn tán. Thảo luận đủ các loại chuyện xoay quanh nhà họ Ninh. Đương nhiên, chủ đề bàn tán của mọi người liên quan đến Hàn Lợi Dân và Vương Truyền Minh nhiều hơn, còn tin tức về Tiêu Chính Văn đã bị người của Vương Truyền Minh cố gắng khống chế và ngăn chặn, nên hầu như mọi người đều không hề biết rõ chuyện đêm đó của nhà họ Ninh. Buổi tối, trong bệnh viện, Tiêu Chính Văn đi theo bảo vệ cả một ngày nên hơi mệt mỏi, anh ngồi bên trong hành lang. Hành lang của bệnh viện tĩnh mịch và hơi lạnh giá. Vào lúc này, đèn trong hành lang đột nhiên vụt tắt. Trong nháy mắt 4 phía tối đen như mực, chỉ có tiếng gió ở bên ngoài cửa sổ mang theo tiếng xào xạc xuyên thấu. Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế dài không nhúc nhích, lúc này ánh mắt anh còn đáng sợ hơn cả hổ. Trong bóng đêm, một loạt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên từ cửa sổ cuối hành lang. 3 người. Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã phán đoán được số lượng và thực lực của đối phương. Bọn họ đến đây để giết anh sao?
là lính đặc công của nước Địch ư? Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế hàng dài không động đậy, che giấu sát khí lạnh thấu xương. Còn ở cuối hành lang, ba người kia mặc trang phục ban đêm, đeo mặt nạ màu đen, không hề có ý che giấu sát khí trên người. Trong tay bọn họ đều đang cầm dao găm lạnh như băng, mũi dao ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lúc bọn họ sắp tiến vào phòng bệnh thì trong bóng tối phát ra một giọng nói trầm thấp giống như tử thần, nói, sát thủ chuyên nghiệp à? Là người của tổ chức nào? Lộp bộp. Trong nháy mắt bầu không khí của hành lang đã bị đóng băng. Cứ như thể thời gian đã dừng lại ngay lúc đó. Ba người kia đứng tại chỗ trong tay cầm chặt dao găm, sắc mặt dưới lớp mặt nạ tràn đầy vẻ hoảng loạn và hoài nghi. Đặc biệt là cả ba cặp mắt đều đang để lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Trong hành lang có người ư? Sao có thể chứ? Thế mà vừa nãy bọn họ lại không phát hiện ra ở hành lang còn có người. Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản. Dưới tình huống bình thường, những vật có dấu hiệu sống trong hành lang đều không thể thoát khỏi con mắt của bọn họ. Nhưng bây giờ, trong bóng đêm yên tĩnh thế mà lại có sự tồn tại của người sống. Giết! Ngay lập tức cả ba sát thủ đều đưa ra phán đoán nhanh nhất, dùng dao găm lạnh như băng ở trong tay đâm về phía người đang ngồi trên hàng ghế dài. Một dao nhắm vào tim Tiêu Chính Văn. Một dao nhắm vào cổ họng Tiêu Chính Văn. Còn một dao là nhắm vào bụng của Tiêu Chính Văn. Mỗi một dao đều là đòn chí mạng. Người bình thường nếu rơi vào tình huống bị bao vây như thế này thì đã mất mạng. Nhưng chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra. Tiêu Chính Văn ngồi trên hàng ghế dài, sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến ba tên sát thủ đang lao đến. Vợ và con tôi đều đang nghỉ ngơi, vậy nên tôi chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh vừa dứt lời, cơ thể vốn đang ngồi trên hàng ghế dài lại biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, đợi đến khi Tiêu Chính Văn xuất hiện lại thì đã nắm chặt cổ tay của một người. Răng rắc một tiếng. Cổ tay người đó đã bị bẻ gãy. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng do người đó đeo mặt nạ nên âm thanh cũng không lớn lắm. Tuy nhiên lại nghe ra được đối phương đang rất đau đớn thống khổ. Mà ngay lúc đó, dao găm trong tay tên sát thủ bị rơi xuống. Tiêu Chính Văn ngay lập tức vung tay bắt được dao găm đang rơi xuống, rồi sau đó dùng sức. Soạt! Ánh sáng bạc lóe lên. Một dao này mang theo sát khí lạnh thấu xương, đâm thẳng qua cổ của một tên sát thủ, khiến cổ hắn chảy ra từng dòng máu nóng. Rầm một tiếng, tên sát thủ đó đã không còn phản ứng, chết thẳng cẳng. Còn lại một tên sát thủ cuối cùng, sau khi thấy trên cổ đồng đội đã ngã xuống không ngừng chảy máu, hắn nhất thời hoảng loạn, lập tức rút lui, quay lưng muốn bỏ chạy. Đó là hành động theo bản năng. Bởi vì hắn biết, trong một khoảng thời gian ngắn lại mà giải quyết được hai tên sát thủ bên cạnh hắn dễ như trở bàn tay. Thì thực lực của người đàn ông này cực kỳ mạnh. Tuyệt đối không phải là người mà bọn chúng có thể đối đầu. Nhất định phải chạy thoát để báo cáo chuyện này với chủ nhân. Chương 189, ám sát. Không ngờ, trước cửa phòng bệnh của cô gái bị nhà họ Khương bỏ rơi lại có một vệ sĩ thực lực mạnh như vậy. Với bản lĩnh này, nếu ở trong tổ chức của bọn họ thì nhất định sẽ là sát thủ mạnh nhất. Mà chủ nhân của bọn họ cũng là vua sát thủ. Nhưng, ngay khi tên sát thủ kia định rút lui, Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay đầu, đá một cước thật mạnh vào ngực của tên sát thủ bị anh khống chế cổ tay. Bụp! Một tiếng động nặng nề vang lên. Tên sát thủ cứ như đạn pháo bay ngược về sau đâm mạnh vào tên sát thủ đang có ý định chạy trốn. Sau đó rầm một tiếng. Cả hai tên sát thủ đều bị đánh bay xa, đụng vỡ cửa sổ thủy tinh ở cuối hành lang, cơ thể của bọn chúng rơi thẳng xuống dưới. Ở đây là tầng 3. Lúc đến bọn chúng phải dùng dây thừng mới trèo lên được. Lúc này bọn chúng bị rơi xuống dưới phát ra âm thanh nặng nề khi đập vào mặt đất. Nhìn dáng vẻ của hai tên đó thì tên sát thủ bị đè phía dưới chắc chắn đã bị đè chết. Còn tên sát thủ còn lại bây giờ cũng vô cùng đau đớn. Khung xương trên người như đều bị vỡ nát. Tiêu Chính Văn đứng ở trên cửa sổ tầng 3 dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống hai tên sát thủ bên dưới, sau đó anh cứ như chim nhạn nhảy thẳng xuống từ cửa sổ tầng 3. Từ độ cao này mà nhảy xuống như thế, nếu là người bình thường thì đã bị liệt mất nửa người. Nhưng Tiêu Chính Văn dùng lực vững vàng chạm chân xuống đất,
phịch một tiếng, nền gạch trên mặt đất bị nứt ra. Sau đó anh sải bước lớn đi về phía trước, chân dẫm lên ngực của tên sát thủ, dưới chân dùng lực nhẹ, tiếng răng rắc gãy xương sườn vang lên, tên sát thủ gào thét thảm thiết. Tên sát thủ còn lại nằm phía dưới nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Lúc này Tiêu Chính Văn cứ như thần chết, sắc mặt u ám nhìn xuống tên sát thủ dưới chân, lạnh giọng nói, nhìn bản lĩnh của bọn mày tao biết bọn mày từng trải qua huấn luyện, nói, bọn mày là người của nước nào? Là người của tổ chức nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tên sát thủ bị giẫm dưới chân cả người đau đớn ê ẩm. Lúc này hắn hoảng sợ đến mức run bần bật. Người đàn ông trước mặt này giống như thần chết đến từ địa ngục, dọa hắn sợ chết khiếp. Tài liệu đều sai hết rồi. Sao người đàn ông có bản lĩnh và thực lực khủng bố như vậy lại xuất hiện trong bệnh viện? Vì sao lại xuất hiện ở trước cửa phòng mục tiêu của bọn chúng? Lẽ nào đối phương đã phát hiện ra sơ hở gì? Đến bây giờ, tên sát thủ vẫn chưa phát hiện được, đối tượng mà bọn chúng muốn giết chính là người đàn ông trước mắt này. Không nói à, Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt lạnh băng như thanh kiếm đâm xuyên qua đôi mắt tên sát thủ. Tim tên sát thủ đập thình thịch, lập tức cảm nhận được cái chết đang đến gần. Tiêu Chính Văn nhấc chân lên, đạp gãy đùi phải của tên sát thủ, xương vỡ nát xuyên qua da thịt, máu me đầm đìa. Đối xử với kẻ địch nhất định phải tàn nhẫn. Tên sát thủ đau đớn gào khóc vài tiếng, dưới lớp mặt nạ toàn là máu, kêu gào nói, xin anh tha mạng. Nhưng, một giây sau, trong bóng đêm xa xa vang lên một tiếng súng. Tên sát thủ còn chưa kịp mở miệng thì hai mắt đã trợn tròn, miệng há lớn, ngã xuống trong vũng máu. Tiêu Chính Văn nhướng mày, cả người đằng đằng sát khí, dũng mãnh ngút trời. Hai mắt anh lạnh tanh, trong tầm mắt nhìn thấy bóng dáng trong đêm đen kia nhanh chóng chui vào trong một chiếc xe, lập tức rời khỏi bệnh viện. Hai mắt Tiêu Chính Văn chăm chú nhìn theo. Anh biết rõ mình không thể đuổi kịp. Nhìn tên sát thủ đã bị giết dưới chân, sắc mặt Tiêu Chính Văn hết sức khó coi. Sau đó anh gọi điện thoại cho Long Nhất, lạnh lùng nói, vừa nãy có ba tên sát thủ chuyên nghiệp xuất hiện trong bệnh viện, anh đến thu dọn đi. Còn nữa, lập tức liên hệ với Tống Hậu Lượng, bảo anh ta phái thêm bảo vệ đến bệnh viện, đồng thời tra rõ camera xung quanh bệnh viện xem có chiếc xe nào khả nghi hay không. Cái gì? Có sát thủ trong bệnh viện ư? Chủ soái không sao chứ? Long Nhất ngoại trừ khiếp sợ thì càng kinh ngạc và phẫn nộ hơn. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nói xong, anh cúp điện thoại, sắc mặt u ám nhìn về phía bóng đêm xa xa. Sau đó, anh trở lại phòng bệnh. Không lâu sau, hệ thống điện ở tầng 3 bệnh viện đã được khôi phục lại. Còn thi thể của tên sát thủ trong hành lang và hai tên dưới tầng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. 10 phút sau Tống Hậu Lượng tự mình dẫn theo người đến bệnh viện, tăng cường thêm bảo vệ ở xung quanh. Trong phòng bệnh, Khương Vi Nhan bị tiếng động bên ngoài đánh thức, cô ngồi dậy, nhìn Tiêu Chính Văn ngồi ở trên đầu giường hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Chương 190, Bộ phận tình báo. Tiêu Chính Văn cười nói, không có gì đâu, em ngủ đi. Khương Vi Nhan đáp một tiếng vâng rồi nằm xuống, nhưng mãi mà không ngủ được. Tiêu Chính Văn, có thể nói chuyện với em không? Em không ngủ được, Khương Vi Nhan thì thầm. Tiêu Chính Văn gật đầu, ngồi bên cạnh giường cô, nở nụ cười ấm áp được. Nửa tiếng sau, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan nói rất nhiều chuyện, mặc dù phần lớn thời gian hai người đều trầm mặc. Dần dần, Khương Vi Nhan chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chính Văn đắp chăn lên cho cô. Rồi ra ngoài phòng bệnh. Lúc này đã là nửa đêm. Long Nhất với khuôn mặt nghiêm túc và Tống Hậu Lượng với gương mặt ưu sầu lo lắng đang đứng ngoài phòng bệnh. Long Nhất nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi ra ngoài, lập tức tiến lên một bước, hỏi thăm, chủ soái, vợ anh không bị dọa sợ chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu, mắt nhìn về Tống Hậu Lượng phía sau, hỏi, xử lý sạch sẽ chưa? Tống Hậu Lượng cúi người đáp, cậu Tiêu, đã xử lý sạch sẽ, tuy nhiên chúng tôi đã phát hiện vài thứ từ chỗ ba tên sát thủ. Dứt lời, Tống Hậu Lượng lấy ra ba tấm ảnh dính máu được tìm thấy trên người của ba vị sát thủ, đưa cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm xem, ngay lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, toàn thân cũng tỏa ra sát khí vô hình. Quả nhiên, mục tiêu của bọn họ chính là anh, Khương Vi Nhan và Nana.
Còn manh mối nào khác không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Tống Hậu Lượng lắc đầu, đáp tạm thời chưa có phát hiện gì, mặc dù camera xung quanh bệnh viện có quay được ba kẻ khả nghi nhưng cũng không có tác dụng gì. Bao gồm cả chiếc xe ban nãy cậu nhắc đến, chúng tôi cũng thông qua hệ thống giám sát để kiểm tra, nhưng bởi vì không thấy rõ biển số xe nên tìm ra nó rất rắc rối, phải tốn chút thời gian. Tiêu Chính Văn thở dài, sắc mặt trở nên u ám, anh hạ lệnh cho Long Nhất, thông báo cho bộ phận tình báo Bắc Lương, lập tức phái người đến Tu Hà điều tra sự việc. Tôi muốn biết ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Vâng, thưa chủ soái. Long Nhất đứng nghiêm chào điều lệnh xong, lập tức gửi mật báo cho bộ phận tình báo ở chiến khu Bắc Lương. Cùng lúc đó, trong một biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô Tu Hà xa xôi xuất hiện vài bóng người. Tên cầm đầu đeo mặt nạ đen, nhìn hai người đang quỳ trước mặt, lạnh lùng gầm lên, chúng mày nói cái gì, nhiệm vụ thất bại ư? Sao có thể chứ? Chỉ là ba người bình thường không thể bình thường hơn, mà chúng mày lại ám sát thất bại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói. Hai người quỳ dưới đất cúi đầu đáp, đại ca, số 7, số 9 và số 11, lúc đầu hành động rất thuận lợi, nhưng điều mà chúng tôi không ngờ đến là trong bệnh viện có một cao thủ. Thực lực và tài nghệ võ thuật thật sự rất đáng sợ. Ba người bọn họ đã bị đối phương giết chết trong nháy mắt. Thực lực của đối phương rất có khả năng chính là cấp bậc sát phương, chúng tôi căn bản không phải đối thủ của hắn, tôi cũng sợ bị tiết lộ tin tức, nên đã diệt khẩu số 9. Hơn nữa, bây giờ xung quanh bệnh viện đã xuất hiện số lượng lớn binh lính tuần tra bảo vệ, chúng ta muốn ra tay lần nữa, e là không dễ dàng nữa rồi, cần phải chờ thời cơ mới. Cao thủ gì? Mục tiêu mà ông chủ giao cho chúng ta, một người là tàn dư của nhà họ Tiêu 5 năm trước ở Tu Hà. Một người là đứa con gái bị nhà họ Khương ruồng bỏ và một đứa trẻ 4 tuổi, đều là những kẻ bình thường tay trói gà không chặt. Cao thủ ở đâu? Mày nói cho tao biết, tên tàn dư nhà họ Tiêu là cao thủ. Người phụ nữ kia là cao thủ, hay là đứa trẻ 4 tuổi đi? Ánh mắt gã đeo mặt nạ cực kỳ nham hiểm và dữ tợn, toàn thân toát ra sát khí lạnh lùng. Đại ca, chúng tôi cũng không biết tại sao ở bệnh viện này lại xuất hiện một cao thủ. Không biết có phải do đối phương phát giác được điều gì, dùng tiền mời vệ sĩ không? Một kẻ đang quỳ dưới đất đáp, đang cố gắng giải thích. Gã đàn ông đeo mặt nạ đang đứng quay người lại, ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói, dù thế nào, nhiệm vụ lần này đã thất bại, nếu để ông chủ biết, nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Bọn mày nên hiểu rõ, trong tổ chức, hình phạt cho nhiệm vụ thất bại là gì? Trong lúc nói, tay của gã đàn ông đeo mặt nạ từ từ lấy ra từ trong ngực một khẩu súng giảm thanh. Còn sau lưng hắn, hai tên sát thủ đang quỳ dưới mặt đất, vừa nghe xong câu nói này ngay lập tức dập đầu xuống đất cầu xin. Đại ca, xin hãy giơ cao đánh khẽ, chúng tôi lập tức đi ám sát lần nữa, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định, không còn cơ hội nữa rồi. Vừa dứt lời, gã đàn ông đeo mặt nạ quay người, nổ súng về phía hai người đó. Bằng bằng. Hai tên đó đến lúc chết cũng không biết tại sao lại bị giết bởi người của mình. Nhìn hai người mắt trợn ngược ngã trong vũng máu, gã đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đồ vô dụng. Chỉ biết ăn, ba người bình thường còn không giải quyết nổi, còn cần chúng mày làm gì. Vẫn phải để ông đây phải ra tay. Sau đó, hắn lấy thùng xăng để trong xe, tưới một ít xăng lên hai người, rồi tưới quanh biệt thự bỏ hoang. Tiếp theo hắn ném bật lửa. Bụp một tiếng, trong phút chốc cả biệt thự bỏ hoang biến thành biển lửa, ngọn lửa cao bốc lên tận trời. Gã đàn ông đeo mặt nạ đứng ở cửa 2 phút, sau đó lái xe rời khỏi hiện trường. Ngày tiếp theo, Tiêu Chính Văn vẫn ở trong bệnh viện bảo vệ Khương Vi Nhan và Nana, đột nhiên, Tống Hậu Lương gọi điện thoại tới, kính cẩn nói, cậu Tiêu, một biệt thự ở ngoại ô Tu Hà đã bị thiêu rụi vào đêm qua, có thể có liên quan đến vụ ám sát tối qua. Được. Tôi lập tức qua đó, Tiêu Chính Văn đáp rồi ngắt điện thoại. Khương Vi Nhan hoài nghi nhìn anh, hỏi, sao thế, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn cười nói, không có chuyện gì đâu, có vài người bạn cũ của anh biết anh quay về nên tìm anh có chút việc thôi. Khương Vi Nhan gật đầu, không nói gì. Tiêu Chính Văn cũng không chậm trễ, rời khỏi bệnh viện và tự lái xe đến địa chỉ Long Nhất đã gửi. Lúc đó, xung quanh biệt thự bỏ hoang đã được bao quanh bởi dây cảnh giới.
không ít xe thanh tra và nhân viên thanh tra cùng bộ phận giám định pháp y đang bận rộn làm việc. Tiêu Chính Văn xuất hiện tại hiện trường đang chuẩn bị tiến vào, đột nhiên một nữ thanh tra dáng vẻ hiên ngang vươn thẳng tay ngăn Tiêu Chính Văn lại, lạnh lùng liếc nhìn anh rồi nói, thật xin lỗi, đây là hiện trường giết người, mời anh đi ra khỏi khu vực dây cảnh giới. Tiêu Chính Văn quan sát nữ thanh tra trước mặt mình, gương mặt sắc nét, lông mày lá liễu, miệng anh đào, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người xinh đẹp, đường cong đủ chuẩn hình chữ S, đặc biệt là bộ đồng phục trên người, dưới chân còn có một lớp quần tất đen, đi một đôi giày bệt, làm tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng. Kiểu phụ nữ như vậy chính là nữ thần trong mắt cánh đàn ông. Tôi tìm Tống Hậu Lượng, Tiêu Chính Văn đáp. Ánh mắt Tống Băng Văn lạnh lùng, nói anh tìm Tổng Tư lệnh Tống Ư. Anh ở đơn vị nào, tên gì, giấy tờ đâu đưa tôi xem. Tiêu Chính Văn hơi cạn lời. Anh đáp, tôi tên Tiêu Chính Văn, tôi không ở đơn vị nào cả, tôi tìm Tống Hậu Lượng có việc gấp. Được rồi, không nói linh tinh nữa, mời anh ra khỏi khu vực dây cảnh giới, nếu không, tôi sẽ bắt anh vì tội phá rối hiện trường, làm hỏng chứng cứ tại hiện trường. Tống Băng Văn cũng không khách sáo, lạnh lùng trả lời. Gần đây loại người nào cũng có. Lại còn tìm Tổng Tư lệnh Tống, nhìn là biết ngay là đám truyền thông lá cải, muốn giả vờ tiến vào. Rồi chụp trộm lấy ít tư liệu, sau đó đăng lên mạng để tạo dựng dư luận thu hút lượng truy cập. Loại người như thế này, Tống Băng Văn từng gặp nhiều rồi, sớm đã nảy sinh sự chán ghét. Vì vậy, thái độ của cô ta đối với Tiêu Chính Văn rất tệ. Tiêu Chính Văn thấy vậy liền sững sờ, bất lực, chỉ có thể gọi điện cho Tống Hậu Lượng, lạnh lùng nói, tôi đang ở ngoài cửa, người của các anh không cho tôi vào. Nghe thấy cuộc gọi như đang giả vờ của Tiêu Chính Văn. Tống Băng Văn cười nhạt đáp, được rồi, bẫy kiểu mới à? Anh còn có số của Tổng Tư lệnh Tống cơ đấy. Vậy được, tôi sẽ ở đây đợi với anh, tôi phải xem lát nữa Tổng Tư lệnh Tống có ra đây đón anh hay không. Nói xong, khuôn mặt Tống Băng Văn đầy vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Loại truyền thông lá cải như các anh càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi, ngay cả lính thanh tra cũng dám lừa gạt. Tôi ở đây quan sát anh, 5 phút. Nếu Tổng Tư lệnh Tống không ra thì tôi sẽ bắt giữ anh vì tội làm loạn hiện trường. Chương 191, bị bắt giữ. Tiêu Chính Văn không nói gì, tuy không biết tại sao cô lính tuần xinh đẹp trước mặt này lại cao có với anh như vậy, nhưng anh cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với phía đội thanh tra. Anh cười nhạt, sau đó lặng lẽ đứng ở cổng. Không đến 3 phút, Tống Hậu Lượng đã vội vàng chạy từ xa tới. Vừa thấy Tiêu Chính Văn bị một đồng nghiệp nữ chặn ở ngoài đường dây cảnh giới, Tống Hậu Lượng đã hốt hoảng, vội vã chạy tới, khom người nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, anh đến nhanh quá. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cảnh tượng này khiến Tống Băng Văn hết cả hồn. Tổng Tư lệnh Tống ra đón tiếp thật kìa. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Mà lại được nể mặt đến như vậy? Chỉ một cuộc điện thoại đã gọi được Tổng Tư lệnh Tống ra. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tống Băng Văn đang chắn trước mặt mình, nói, bây giờ tôi có thể vào được chưa? Tống Băng Văn sững sờ, hơi mất tự nhiên và hoảng loạn, không biết nói gì. Tống Hậu Lượng trợn mắt lườm cô ta một cái, nói, Băng Văn, còn không mau tránh ra. Dạ, à, Tống Băng Văn vội vàng nghiêng người, nhấc dây cảnh giới lên. Tiêu Chính Văn bước vào, Tống Hậu Lượng ở bên cạnh vội vàng nở nụ cười, nói, anh Tiêu. Mời anh vào trong, anh Long Nhất vẫn chưa tới. Tiêu Chính Văn gật đầu, cất bước về phía khu biệt thự đã bị thiêu trụi. Còn ở bên này, Tống Băng Văn vẫn ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng, thấy Tiêu Chính Văn đã đi xa, cô ta vội vàng gọi Tống Hậu Lượng đang chuẩn bị đi, nói chú, anh ta là ai vậy? Chú là Tổng Tư lệnh của Tổng Cục Chấp Pháp Tu Hà mà, sao lại tôn trọng cái tên kia đến vậy? Tống Hậu Lượng quay lại, lườm cô ta một cái. Nói, Băng Văn, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Cháu chỉ cần biết người đàn ông đó là người mà cháu và chú không thể động đến là được. Bố cháu điều cháu đến chỗ chú là muốn rèn luyện cái tính này của cháu, sau này làm việc thì để ý chút, rõ chưa? Tống Băng Văn bĩu môi, vâng một tiếng, nói, cháu biết rồi, thưa Tổng Tư lệnh Tống. Tống Hậu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, cháu ấy, 2 năm nay đắc tội ít người quyền quý sao? Chính vì cái tính không nhân nhượng này mà chú với bố cháu phải giải quyết bao nhiêu lần cho cháu. Sau này lúc tiếp xúc với anh Tiêu, cháu nhất định phải cung kính,
bất kể là chuyện gì cũng phải phục tùng vô điều kiện, biết chưa? Hả, không phải chứ, chú, anh ta là ai mà cháu phải phục tùng vô điều kiện chứ? Tống Băng Văn tỏ vẻ không muốn. Cô ta ghét nhất là quyền quý. Cô ta ghét nhất là những kẻ lợi dụng chức quyền và tiền bạc để chèn ép người dân bình thường. Đối với những loại người như vậy, Tống Băng Văn căm ghét đến tận xương tủy. Tống Hậu Lượng lắc đầu, vỗ vai Tống Băng Văn, nói, đừng hỏi nhiều, cứ làm việc của mình cho tốt, hãy nhớ lời của chú hôm nay, sau này sẽ có ích cho sự nghiệp tương lai của cháu. Dứt lời, Tống Hậu Lượng vội vàng bước về phía khu biệt thự. Còn mỗi Tống Băng Văn đứng nguyên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hai người rời đi, lẩm bẩm, chắc chắn lại là kẻ quyền quý nào đó, muốn mình nịnh bợ anh ta sao? Còn lâu. Nói xong, Tống Băng Văn lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn, nói, anh Thao, anh có đang ở trong cục không? Điều tra một người tên là Tiêu Chính Văn giúp em với, vâng, càng nhanh càng tốt, em muốn biết thông tin chi tiết về anh ta. Ở bên này, Tiêu Chính Văn đã có mặt ở khu biệt thự bị thiêu trụi, cả tòa biệt thự đã bị sập, bởi vì ở vùng ngoại ô, lại còn vào đêm khuya, nên không ai chú ý, đến tận sáng có công nhân vệ sinh phát hiện ra mới báo cảnh sát. Sau đó, người của đội cứu hỏa đến dập lửa, đào được hai thi thể cháy đen trong đống đổ nát. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhìn hai thi thể cháy đen được đắp vải trắng trước mặt, sau khi pháp y giám định, được biết bọn họ bị bắn vào đầu, sau khi chết mới bị thiêu. Hơn nữa, căn cứ vào viên đạn được lấy ra, bước đầu xác định là cùng một loại đạn với viên đạn trên người tên sát thủ bị diệt khẩu ở bệnh viện tối qua. Tống Hậu Lượng ghé lại, nhìn Tiêu Chính Văn đang xa sầm mặt, nói, anh Tiêu, hiện trường chỉ có những thứ này, người của chúng tôi đang tìm kiếm kỹ càng, nhưng chưa phát hiện được manh mối nào khác. Hơn nữa, chúng tôi đã thông qua hệ thống thiên nhãn, tiến hành phân tích đối chiếu ba tên sát thủ tối qua với kho dữ liệu trong hệ thống nội bộ cục thanh tra. Phát hiện ba tên này đều là dân xã hội đen vô cùng hung ác, giết năm mạng người vào 7 năm trước. Bọn chúng bị truy nã suốt ở Hoa Quốc, chỉ là không ngờ bọn chúng im hơi lặng tiếng lâu như vậy, hóa ra là gia nhập tổ chức sát thủ. Tiêu Chính Văn không đáp lời, mà nhìn qua hiện trường một hồi, sau đó cúi người nhìn hai thi thể đen thui. Đúng là không phát hiện được thứ gì khác. Đúng lúc này, Long Nhất dẫn theo bốn người lính mặc quân phục màu xanh lá cây đậm bước tới. Nghiêm. Chào. Long Nhất nghiêm túc nói, báo cáo chủ soái, bốn người này là đồng nghiệp ở bộ phận tình báo, tối qua đã ngồi chuyên cơ cả đêm từ Bắc Lương tới. Bốn người lính kia, trong tay ai cũng xách một chiếc vali màu bạc, thấy Tiêu Chính Văn cũng đứng nghiêm chào, nói, chủ soái. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, bắt đầu đi. Rõ. Bốn người lính kia lập tức mở chiếc vali màu bạc ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối ở hiện trường. Tống Hậu Lượng nhìn thấy cảnh này, cười nói, anh Tiêu, tuy hai ta thuộc hai hệ thống khác nhau, nhưng khả năng làm việc của mọi người cũng như nhau thôi, chỗ này đã không còn bất cứ manh mối gì có giá trị, anh làm vậy, hơi lãng phí thời gian. Tiêu Chính Văn quay đầu lại, nhìn Tống Hậu Lượng với ánh mắt thản nhiên, nói, Tổng Tư lệnh Tống, có lúc manh mối mà các anh không điều tra được thì chúng tôi có thể tra giúp anh. Tống Hậu Lượng nghe thấy thế, cả người run lên, bề ngoài vẫn nở nụ cười. Nhưng trong lòng vẫn không tin. Dù gì anh ta cũng rất tin tưởng vào nhân viên trong hệ thống của mình. Hiện trường đúng là không điều tra được bất cứ manh mối gì có giá trị. Đến các đồng nghiệp của cục thanh tra vẫn đang ở hiện trường điều tra manh mối, lúc này nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, cũng không khỏi hơi nhăn nhó. Ý của anh là bọn họ không đủ năng lực sao? Nhưng đúng lúc này, một người lính đột nhiên đứng dậy, báo cáo chủ soái, chỗ này có manh mối mới. Ồ, Tống Hậu Lượng nghe thấy thế thì kinh ngạc. Mới chưa được 2 phút mà đối phương đã phát hiện ra manh mối mới sao? Sao có thể thế được? Tống Hậu Lượng lập tức cùng Tiêu Chính Văn ghé lại, thấy người lính kia phát hiện một mẩu đầu lọc thuốc còn sót lại trong chiếc gạt tàn ở hiện trường. Bởi vì chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, lại gặp lửa lớn, nên bề mặt được phủ một lớp thủy tinh vỡ vụn, nhờ đó mới còn sót lại. Tiêu Chính Văn quay đầu, mỉm cười nhìn Tống Hậu Lượng, nói Tổng Tư lệnh Tống thấy sao? Trán Tống Hậu Lượng túa mồ hôi lạnh, liếc mắt lườm đám nhân viên phía sau, tức giận nói, đây là thái độ làm việc của các cậu đấy à? Đúng là mất mặt, mỗi người viết một bản kiểm điểm cho tôi. Sau đó, Tống Hậu Lượng nhìn Tiêu Chính Văn,
nói vẻ xin lỗi, anh Tiêu, là chúng tôi sơ sót. Tiêu Chính Văn không nói gì, cất bước rời khỏi hiện trường, anh ra ngoài, dựa vào một chiếc xe Jeep, châm điếu thuốc rít mấy hơi. Sau đó, anh lấy ba bức ảnh dính máu ra. Mục tiêu của đối phương rõ ràng là anh và hai mẹ con Khương Vi Nhan. Ai nhỉ? Nhà họ Kim? Nhà họ Ninh? Thế lực thù địch ở nước ngoài? Hay là, bốn đại gia tộc? Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Vi Nhan, anh vừa nghe máy, thì đầu bên kia đã vang lên một giọng nói rất trầm thấp. Tiêu Chính Văn, nếu không muốn vợ con mày chết trong tay tao thì đến bệnh viện một mình đi. Hãy nhớ là đi một mình, nếu không, tao sẽ giết vợ và con mày ngay lập tức. Chương 192, chủ soái nổi giận, giết trong chớp mắt. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lập tức căng thẳng. Mày là ai? Đừng có động vào vợ con tao. Tao sẽ về đó ngay, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra sát khí. Luồng sát khí này lập tức tỏa ra xung quanh. Long Nhất đột nhiên chạy như bay tới, xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn, anh ta nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Tiêu Chính Văn, liền hỏi chủ soái, có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn cúp máy, nhíu mày, sắc mặt dữ tợn, nói, bọn chúng ra tay rồi. Hiện đang bắt giữ Vi Nhan và Nana ở bệnh viện. Dứt lời, Tiêu Chính Văn mở cửa xe Jeep chui vào, sau đó khởi động xe, đập mạnh chân ga, cả chiếc xe gầm lên, phóng đi như bay. Động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của các lính tuần xung quanh. Tống Băng Văn đương nhiên cũng chú ý đến, lập tức nhíu mày, bĩu môi, tỏ vẻ khó hiểu. Còn Long Nhất thì nhanh chóng gầm lên với Tống Hậu Lượng đang vội vàng chạy tới. Tống Hậu Lượng, tại sao có cái bệnh viện mà người của anh cũng không trông chừng được thế? Cơn tức giận nổi lên. Chẳng khác gì sóng lớn, khiến Tống Hậu Lượng sợ đến mức cả người run lên, vội vàng khom người hỏi, tướng quân Long Nhất, xảy ra chuyện gì vậy? Anh Tiêu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lùng như sấm rền. Hai mắt Long Nhất đỏ ngầu, vô cùng lạnh lẽo, tức giận trừng Tống Hậu Lượng, gầm lên, nếu chủ mẫu và cô chủ mà có mệnh hệ gì thì Tống Hậu Lượng anh cứ chuẩn bị mang đầu đến gặp đi. Nói xong, Long Nhất xoay người, nhanh chóng chui vào một chiếc xe Jeep khác, giẫm mạnh chân ga, lao về phía bệnh viện như tên bắn. Đoạn đường 20 phút, lúc này Tiêu Chính Văn lòng nóng như lửa đốt, vượt mười mấy cái đèn đỏ, chỉ mất 8 phút đã đến được bệnh viện. Tiếng phanh xe chói tai trước cổng bệnh viện. Rầm. Tiêu Chính Văn đạp bay cánh cửa xe, lúc này anh chẳng khác gì tu la địa ngục, cả người tỏa ra sát khí ngút trời. Trong ngoài bệnh viện lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đều ôm đầu chạy từ bên trong ra. Còn các lính tuần có súng, có không ít người nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, thậm chí có người còn trúng đạn, máu chảy đầy đất. Người bên trong lập tức hạ vũ khí xuống, thả con tin ra, không được phản kháng. Một đại đội trưởng lính tuần cầm loa, tức giận gầm về phía bệnh viện. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn chạy sượt qua bên cạnh anh ta, xông vào trong. Này, cậu kia, ngăn cậu ta lại, trong đó nguy hiểm lắm, đại đội trưởng kia gào lên. Nhưng Tiêu Chính Văn đã lao vào trong. Lúc này, ở đại sảnh tầng 1, một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đeo mặt nạ cũng màu đen, đứng phía sau Khương Vi Nhan và Nana. Khương Vi Nhan nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy Nana, chỗ huyệt thái dương bị người đàn ông phía sau dí súng vào. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đột ngột xuất hiện ở cổng bệnh viện, nước mắt của Khương Vi Nhan không kìm được nữa, lăn dài xuống má, cô run giọng kêu lên, Tiêu Chính Văn, anh mau đi đi, mau đi đi. Bố ơi, Nana sợ quá, hu hu hu, Nana sợ hãi khóc ầm lên, khuôn mặt hẳn rõ dấu bàn tay. Trên người Khương Vi Nhan cũng có vết thương mới, rõ ràng do giãy giụa quá mạnh. Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra sát khí vô tận. Thả vợ con tao ra, Tiêu Chính Văn nổi giận gầm lên. Người đàn ông trốn sau lưng Khương Vi Nhan không nhìn rõ mặt, cười lạnh lùng âm hiểm, đúng là mày thật, đúng lúc lắm, cả nhà chúng mày đều phải chết. 5 năm trước không giết được mày là sơ sót của tao. Hôm nay mày nhất định phải chết. Người đàn ông kia điên cuồng gầm lên, nổ một phát súng nhằm vào Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn nghiêng người tránh được. Chứng kiến cảnh này, những người vây xem bên ngoài đều há hốc miệng. Tên sát thủ kia cũng vô cùng kinh ngạc.
Không bắn chúng. Sao có thể thế được? Mẹ kiếp, thảo nào năm thằng vô dụng kia làm nhiệm vụ thất bại, hóa ra cao thủ tối qua là mày. Ha ha, nhưng thế thì sao chứ? Mày có thể tránh được một viên, nhưng có thể tránh được hết sao? Mày chết đi. Vẻ mặt hắn dữ tợn, điên cuồng bắn mấy phát súng nữa về phía Tiêu Chính Văn. Phát nào cũng chí mạng. Nhưng, keng keng keng. Đúng lúc đối phương nổ súng, Tiêu Chính Văn giơ tay, sờ chỗ thắt lưng, bắn mấy cây kim châm ở sau lưng ra. Bốn cây kim châm tỏa ra khí lạnh khiếp người giữa không trung, sau đó bắn ra, đụng trúng bốn viên đạn, thay đổi hướng đi của chúng. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương, thực lực của anh không ai bì kịp. Bản lĩnh dùng kim châm khiến người khác bị thương là nhờ tập luyện mà có. 36 cây châm. Những kim châm này do thần y Tôn Tư Niên tạo thành từ thép không gỉ, có thể xuyên qua cả tấm thép. Sau đó, Tôn Tư Niên đã tặng nó cho Tiêu Chính Văn, mục đích là dạy anh thuật dùng châm. Lúc trước, Tôn Tư Niên đã dạy Tiêu Chính Văn toàn bộ y thuật cả đời mình. Bình thường Tiêu Chính Văn không dùng đến y thuật, nhưng anh luôn mang theo 36 cây châm bên mình. Bởi vì số kim châm này không chỉ cứu được người, mà còn có thể trở thành vũ khí giết người vô cùng sắc bén. Tiêu Chính Văn từng dùng 36 cây châm này để giết 3 người cấp chiến thần của nước địch trong nháy mắt. Sau đó, trong ánh mắt không thể hiểu nổi của mọi người. Chân phải Tiêu Chính Văn dẫm mạnh xuống đất, cả người anh bay tới như một con báo, tung ra đòn tấn công lợi hại nhất. Khoảnh khắc đó, băng ghế và các giấy tờ tài liệu bên cạnh Tiêu Chính Văn đều chịu lực xung kích mạnh, bay khắp nơi. Sau đó, chỉ trong khoảnh khắc mọi người chớp mắt, cũng trong khoảnh khắc tên sát thủ nổ phát súng thứ 5. Bóng dáng Tiêu Chính Văn đã xuất hiện bên cạnh tên sát thủ như một tia chớp, tay trái anh nắm lấy súng của đối phương, các linh kiện của súng lập tức rơi lả tả. Còn tay phải anh cầm một con dao găm quân đội, đâm vào cổ họng hắn. Xuyên thủng. Một cái lỗ xuất hiện, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn. Sau đó, ánh mắt tên sát thủ vô cùng kinh hãi, ôm lấy cổ đang tuôn máu, ngửa người ra sau, ngã xuống vũng máu, người còn giật mạnh mấy cái. Nhanh quá, còn nhanh hơn cả chớp. Trong giây phút cuối cùng khi sinh mệnh đang trôi tuột đi, tên sát thủ kia mới biết, thực lực của người đàn ông trước mặt này quá mạnh, quá khủng khiếp. Chắc chắn là thực lực là vua sát thủ. Có khi còn hơn cả vua sát thủ, đạt đến trình độ của thần sát thủ. Thật là kinh khủng. Nhưng hắn không thể báo tin tức này về được nữa. Khương Vi Nhan toàn thân run rẩy ôm Nana đứng nguyên tại chỗ, Nana còn định quay lại nhìn, nhưng bị Tiêu Chính Văn che mắt lại, rồi bế từ trong lòng Khương Vi Nhan, nói, không sao đâu, bố về đây rồi, để bố đưa con ra ngoài hít thở. Nói xong, Tiêu Chính Văn cứ thế bế Nana, kéo bàn tay vẫn đang run rẩy của Khương Vi Nhan, xuyên qua các lính tuần mặc đồng phục và các nhân viên chống khủng bố mặc trang phục chiến đấu màu đen đang tràn vào, rời khỏi bệnh viện. Lúc ở cổng, Khương Vi Nhan vẫn không nhìn được quay lại nhìn một cái, nhưng chỉ nhìn thấy rất nhiều người đang bảo vệ hiện trường, thứ duy nhất cô nhìn thấy là một vũng máu. Khoảnh khắc đó, trái tim cô run lên, lúc quay lại nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn trước mặt, trong lòng cô bỗng cảm thấy hơi sợ hãi và hoảng hốt, ngoài ra còn thấy khó hiểu và xa lạ. Họ rời khỏi bệnh viện, đến một đình hóng mát ở khu nội trú gần đó. Do sợ hãi quá độ, sắc mặt Nana có chút không tốt, nhưng cũng may Tiêu Chính Văn dỗ một lúc, cô bé lại nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, đuổi theo bươm bướm chơi đùa trong sân. Còn bên này, Khương Vi Nhan ngồi trong đình hóng mát, nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, đột nhiên run rẩy hỏi, Tiêu Chính Văn, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Người kia là ai? Rõ ràng hắn đã nổ mấy phát súng, tại sao anh chẳng bị thương chút nào? Anh, rốt cuộc anh là ai? Chương 193, lần đầu chạm mặt. Tiêu Chính Văn nhìn vẻ mặt hơi sợ hãi và kinh hoàng của Khương Vi Nhan, cúi người xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, dịu dàng giải thích, em đừng nghĩ nhiều quá, dù gì anh cũng từng đi lính, còn là lính đặc chủng, đối phó mấy kẻ này đơn giản lắm. Khương Vi Nhan nghe thấy thế, tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn còn sự sợ sệt sau khi thoát nạn. Cô nói, thế người vừa rồi là ai vậy? Hắn nói cái gì mà 5 năm trước, hắn có quan hệ gì với anh thế? Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng,
nói anh cũng không biết, nhưng anh sẽ điều tra rõ ràng. Đúng lúc này, mấy lính tuần bước tới, giơ thẻ với Tiêu Chính Văn, nói, chào anh, phiền anh phối hợp điều tra với chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh. Khương Vi Nhan hơi hoảng, nhưng Tiêu Chính Văn đã đứng dậy, nói với mấy lính tuần kia, được, chúng ta qua bên kia. Dứt lời, Tiêu Chính Văn khẽ vỗ vai Khương Vi Nhan, nói anh qua đó trả lời mấy câu hỏi rồi quay lại. Vâng, Khương Vi Nhan gật đầu, nhìn Tiêu Chính Văn đi cùng mấy lính tuần. Sang bên đó, mấy lính tuần mới nghiêm mặt nói, anh Tiêu, anh không sao chứ ạ? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn hững hờ đáp, tôi không sao, điều tra rõ ràng chưa? Lính tuần dẫn đầu vội vàng đáp, điều tra rõ rồi ạ, theo phân tích đối chiếu tài liệu trong kho dữ liệu hệ thống. Chúng tôi phát hiện tên kia là thủ phạm chính trong vụ thảm án diệt môn 27 người nhà họ Tô ở Hán Thành Trấn Đồng Hoa Quốc vào 7 năm trước, tên là Hà Siêu. Sau thảm án diệt môn đó, lính tuần của Hán Thành vẫn truy bắt Hà Siêu suốt, nhưng không tìm được hắn, cũng phát lệnh truy nã đỏ với hắn. Không ngờ hôm nay hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây. Nói xong, lính tuần kia lấy ra mấy bức ảnh, nói, đúng rồi, anh Tiêu. Chúng tôi lục soát được mấy bức ảnh của anh và phu nhân cùng với Nana trên người hắn. Chúng tôi đoán hắn và đám sát thủ tối qua là cùng một tổ chức. Rất có khả năng hai thi thể ở ngoại ô chính là người bị hắn diệt khẩu. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được một chiếc điện thoại vệ tinh trên người hắn, trong điện thoại lưu một số. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhận một chiếc điện thoại vệ tinh màu đen trong tay lính tuần kia, anh nhìn số điện thoại hiển thị trên đó, không có tên, là một số được mã hóa. Tiêu Chính Văn bấm gọi số điện thoại kia không chút do dự. Anh áp điện thoại lên tai, toàn thân tỏa ra sát khí. Sau mấy tiếng tút tút, điện thoại có người nghe, ở đầu bên kia là giọng nói trầm thấp xa xôi của một người đàn ông, mang theo chút không vui, hỏi, hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, mắt sắc như dao, lạnh lùng nói, mày là ai? Chuyện của nhà họ Tiêu 5 năm trước có phải do mày làm không? Gần như đúng lúc Tiêu Chính Văn hỏi, thì giọng nam ở đầu bên kia im bặt. Sau đó, người đàn ông ở đầu bên kia cất tiếng cười trầm thấp như thú hoang, nói, xem ra bọn họ thất bại rồi, không ngờ bọn họ lại thất bại trong tay cậu. Thảo nào 5 năm trước cậu có thể sống sót, nếu đã vậy thì tôi chỉ đành cử sát thủ giỏi hơn, hy vọng lần này cậu vẫn có thể sống sót. Nói xong, điện thoại ngắt kết nối. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, anh hít sâu một hơi. Trả điện thoại vệ tinh cho lính tuần, nói, có thể truy tìm vị trí được không? Lính tuần kia đáp, với điều kiện thiết bị hiện giờ của chúng tôi thì khó lắm. Điện thoại vệ tinh này không phải ở trong nước, mà thông qua vệ tinh nước ngoài để mã hóa, muốn truy tìm vị trí, chúng tôi phải phá giải được mật mã của vệ tinh nước ngoài. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng hiểu ra, coi như manh mối này đã đứt. Nhưng hiện giờ anh có thể khẳng định được. Đám sát thủ này đến là vì chuyện của nhà họ Tiêu 5 năm trước, rất có khả năng chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ mà Ninh Kỳ Nhi nói tối hôm đó đứng sau sai khiến. Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu ra tay. Có thêm một kẻ địch ẩn náu trong tối khiến trong lòng Tiêu Chính Văn thấy hơi lo lắng, anh không lo cho bản thân mình, mà lo cho Khương Vi Nhan và Nana. Đúng lúc này, Long Nhất cũng vội vàng chạy tới, hỏi chủ soái không sao chứ ạ? Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, quay lại nói với Long Nhất, tôi không sao, vụ việc bên ngoại ô không cần điều tra nữa đâu. Bắt đầu từ bây giờ, anh ở bên cạnh Khương Vi Nhan và Nana, đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đối phương vẫn sẽ tiếp tục ra tay đấy. Rõ, Long Nhất trả lời, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay lại bên cạnh Khương Vi Nhan, cô sốt sắng hỏi, sao rồi? Bọn họ không làm khó anh đấy chứ? Cô rất lo lắng. Dù sao vừa rồi Tiêu Chính Văn cũng giết người, tuy là để tự vệ. Tiêu Chính Văn mỉm cười, lắc đầu đáp, không sao, đã điều tra rõ ràng rồi, người vừa rồi là kẻ bị truy nã đỏ, từng giết hơn 20 người. Lần này vì bị phát hiện, hắn không còn cách nào khác, nên mới bắt bọn em để chạy trốn. Anh cũng coi như lập công vì nước, bọn họ vừa rồi còn bàn nhau phong anh danh hiệu, vì nghĩa quên thân, nhưng anh từ chối rồi. Thấy Tiêu Chính Văn tươi cười nói xong, Khương Vi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, lườm anh một cái, nói, sau này anh đừng có khoe khoang ra vẻ nữa, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em và Nana phải làm sao? Dứt lời, Khương Vi Nhan kéo tay Tiêu Chính Văn,
nhìn anh một cách nghiêm túc, nói Tiêu Chính Văn, hãy đồng ý với em, bất kể lúc nào, anh cũng phải bảo vệ Nana đầu tiên, được không? Đồng ý với em đi. Tiêu Chính Văn im lặng, nhìn vành mắt đỏ hoe của Khương Vi Nhan, chỉ đành gật đầu đồng ý, được, anh đồng ý với em, nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em và Nana xảy ra chuyện gì đâu. Khương Vi Nhan mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Sau đó, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan và Nana trở về phòng bệnh. Lần này, bệnh viện đã tăng cường số lính tuần bảo vệ. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, thời sự cũng nhanh chóng đưa tin. Lần này, bóng lưng của Tiêu Chính Văn cũng xuất hiện trên TV. Còn lúc này, ở công ty nhà họ Khương, Khương Mỹ Nghiên ngồi trong phòng làm việc, đang sơn móng tay, nhìn thấy tin tức báo đến điện thoại, cô ta tiện tay bấm mở để xem, lập tức nhìn thấy video bắt con tin trong bệnh viện, được người dân vì nghĩa quên thân cứu được. Tuy video đã được xử lý, nhưng vẫn có thể nhận ra, con tin bị bắt chính là Khương Vi Nhan và Nana, còn người vì nghĩa quên thân chính là Tiêu Chính Văn. Xem xong đoạn video, sắc mặt Khương Mỹ Nghiên trở nên nghiêm trọng. Cái tên Tiêu Chính Văn này đúng là không sợ chết mà. Nhưng, không ngờ anh ta lại có thân thủ lợi hại như vậy, cũng khiến Khương Mỹ Nghiên hơi bất ngờ. Hừ hừ, cũng chỉ là hạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, Khương Mỹ Nghiên lẩm bẩm. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Khương Văn Kỳ bước vào. Khương Mỹ Nghiên lập tức đứng dậy, cười hỏi, bố, sao bố lại đến đây? Khương Văn Kỳ ngồi xuống sofa, mặt xa sầm, Mỹ Nghiên, thứ sáu tuần sau là bữa tiệc thương hội ở Sơn Trang Bạch Mã, tuy thương hội đã gửi thiệp mời cho nhà họ Khương chúng ta, nhưng bố nghĩ đi nghĩ lại, không thể để Khương Vi Nhan tham gia bữa tiệc lần này được. Nếu để nó tham gia, thì nhà chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội ở công ty, con hiểu ý bố chứ? Khương Mỹ Nghiên đương nhiên là hiểu, cô ta khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói, bố, đương nhiên là con biết chứ, nhưng Lý Trường Thắng đã nói là ông ta nể mặt Tiêu Chính Văn mới cho nhà họ Khương chúng ta cơ hội gia nhập thương hội lần này. Hơn nữa, chỉ ký hợp đồng với Khương Vi Nhan, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Khương Văn Kỳ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Khương Mỹ Nghiên. Nói, nếu như chúng ta khiến Khương Vi Nhan không thể tham gia bữa tiệc lần này thì sao? Chương 194, con mồi vào bẫy. Nghe thấy vậy, Khương Mỹ Nghiên dùng mình, căng thẳng hỏi dò, bố, ý của bố là? Khương Văn Kỳ lạnh lùng đáp, lúc nãy con cũng xem đoạn video tin tức đó rồi đúng không? Nếu chúng ta dọa Khương Vi Nhan sợ hãi, hoặc khiến nó và đứa con hoang kia bị thương thì chúng nó sẽ phải tiếp tục ở lại bệnh viện. Đến lúc đó, buổi tiệc của Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ do chúng ta đứng ra làm chủ. Bố nghĩ dù Lý Trường Thắng có muốn nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào khác. Dứt lời, ông ta nở nụ cười khẩy nham hiểm. Ông ta cũng vừa mới nghĩ ra kế hoạch này. Có thể nói là không có chút sơ hở nào. Cũng khiến người khác không nắm bắt được điểm yếu. Khương Mỹ Nghiên nghe xong liền vui mừng đáp, bố, cách này hay đấy. Cứ như thế thì tư cách tham dự bữa tiệc rất có khả năng sẽ rơi vào tay chúng ta. Dù sao, Khương Vi Nhan cũng đã bị thương không có cách nào ký thỏa thuận hợp tác được, chỉ cần lúc đó chúng ta đe dọa con ả đê tiện ấy, bắt nó ký giấy chuyển nhượng tư cách ký thỏa thuận hợp tác cho chúng ta thì mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi. Khương Mỹ Nghiên càng nói, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Khương Văn Kỳ cũng gật đầu lia lịa nói, không sai, con gái ngoan của bố. Vậy chuyện này giao cho con đấy, nhớ làm cho sạch sẽ vào, tìm đám côn đồ có đầu óc linh hoạt xử lý gọn gàng, đừng tìm mấy tên lừa đảo. Khương Mỹ Nghiên đáp, bố yên tâm, bây giờ con sẽ tìm người ngay. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên nhấc điện thoại lên tìm trong danh bạ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một người tên anh Mã. Sau đó, cô ta vội vàng ấn nút gọi, cuộc gọi kết nối, cô ta mở lời bằng giọng điệu nịnh nọt, anh Mã, đã lâu không gặp. Đầu dây đối diện truyền đến một giọng nam cười sảng khoái cùng không ít giọng nói ngân nga của những cô gái gần bên. Ồ, tiểu thư Khương, giờ này mà cô gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì gấp à? Lúc này Mã Kim Long ở đầu dây bên kia đang uống rượu cùng vài người anh em, trái ôm phải ấp những cô nàng ăn mặc hở hang thân hình bốc lửa trong phòng bao của một quán bar. Khương Mỹ Nghiên cười nói, anh Mã, tôi có vụ làm ăn nên mới đến tìm anh đây. Vụ làm ăn gì vậy? Mã Kim Long hỏi ngược lại.
Khương Mỹ Nghiên đáp, tôi muốn nhờ anh dạy dỗ hai người, chỉ cần đánh bị thương nằm bệnh viện vài ngày là được. Mã Kim Long vừa nghe chuyện đơn giản như thế liền cười phá lên rồi nói, tiểu thư Khương, phi vụ đơn giản như thế mà còn phải tìm tôi làm sao? Có phải là không biết cách trọng dụng người tài rồi không? Mã Kim Long không vui lắm. Tốt xấu gì hắn cũng là một trong những nhân vật xếp hàng đầu ở thế lực ngầm Tu Hà. Mặc dù không thể so với Tứ Hoàng Nhất Đế, nhưng hắn cũng là một nhân vật được nhiều người ủng hộ, có hơn 100 đàn em dưới trướng. Đi đến đâu người khác cũng khách sáo gọi một tiếng anh Mã. Còn không phải vì anh Mã là chỗ đáng tin cậy sao, anh yên tâm, sau khi phi vụ này thành công tôi gửi anh 500.000 tệ. Tôi sẽ trả trước cho anh 250.000 tệ. Dù việc không thành thì cũng không cần trả lại tiền đâu. Khương Mỹ Nghiên cắn răng nói, cũng xem như đây là vụ làm ăn lỗ vốn. Mã Kim Long nghe vậy liền cảm thấy hào hứng cười đáp, 500.000 tệ sao? Để tôi suy nghĩ lại đã, tiểu thư Khương cô cũng biết, dưới trướng tôi còn hơn 100 đàn em nữa, 500.000 tệ này còn không đủ để chúng tôi đi chơi một lần, thêm chút đỉnh đi. Ý của câu nói này rất rõ ràng, thêm tiền đi. Khương Mỹ Nghiên vội đáp, 1.000.000 tệ, ý anh sao? Được, tiểu thư Khương thật hào phóng, chốt kèo. Mã Kim Long lập tức đồng ý, sau đó nâng ly rượu, cụng một cái vào điện thoại rồi nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi cúp máy, Khương Mỹ Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn tiếc đứt ruột, cô ta cảm thấy Mã Kim Long này đúng là ra giá trên trời. Chỉ dạy dỗ có hai người mà dám đòi tận 1.000.000 tệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chuyện này thành công thì sẽ có lợi nhiều hơn, nên Khương Mỹ Nghiên cũng không để bụng nữa. Khương Văn Kỳ ngồi kế bên hỏi, sao rồi? Liên lạc được chưa? Khương Mỹ Nghiên gật đầu đáp, liên lạc được rồi ạ. Nói xong, cô ta gửi hình Khương Vi Nhan và Nana cho Mã Kim Long, kèm theo địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh họ đang ở. Trong phòng bao ở quán ba, Mã Kim Long đang ăn uống hưởng thụ cùng mấy cô em chân dài và đám anh em của hắn. Nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo số tài khoản đã được cộng thêm 500.000 tệ. Mã Kim Long cười ha hả, mở tin nhắn lên xem, rồi hất tay ra hiệu mọi người dừng lại, lớn tiếng nói, các anh em. Có kèo rồi, uống xong ly này chúng ta xuất phát. Keng keng keng, tiếng cụng ly vang lên. Nửa tiếng sau, Mã Kim Long dẫn theo mười mấy anh em lái 4-5 chiếc Mercedes-Benz đến thẳng bệnh viện. Nhưng vừa đến nơi đã thấy xung quanh bệnh viện có không ít lính tuần tra đang đi tuần. Anh Mã, chuyện này là thế nào? Sao xung quanh lại có nhiều lính tuần thế? Một tên đàn em hoảng hốt hỏi. Mã Kim Long đánh mạnh vào đầu hắn, mắng nhiếc, đồ vô dụng. Hoảng cái gì chứ? Chúng ta cũng chẳng phạm tội gì. Theo tao vào trong. Dứt lời. Mã Kim Long dẫn đoàn người vào trong bệnh viện. Sau đó theo thông tin từ tin nhắn mà Khương Mỹ Nghiên đã gửi, hắn dẫn người lên tầng 3, nhưng vừa lên tới nơi hắn đã thấy trước cửa phòng bệnh của mục tiêu lại có hai lính tuần tra đang canh gác. Hơi khó thực hiện rồi đây. Có chuyện gì vậy? Sao ở đây lại đông lính tuần tra thế? Mã Kim Long dựa lưng vào vách tường, trong tay đám đàn em sau lưng cầm đủ các loại gậy, côn thép được gói lại bằng giấy báo. Hắn quay đầu lại nhìn rồi quát lớn, bọn mày muốn chết hả? Cất vào hết đi, không thấy ở đây toàn lính tuần tra sao? Thế là đám đàn em vội giấu đồ nghề vào trong lớp quần áo. Sau đó, Mã Kim Long vuốt cằm nói với hai đàn em sau lưng, hai đứa mày qua bên kia đánh lạc hướng hai lính tuần tra đó đi. Hả, không phải chứ anh Mã, chúng em sợ lắm. Hai tên đàn em lập tức cuống cuồng cả lên. Mã Kim Long nhấc chân đá bay hai tên đàn em ra ngoài, quát, đồ vô dụng. Đi mau, nếu không lúc trở về ông đây giết hết chúng mày. Hai tên đàn em đành nhắm mắt cắm đầu đi về phía hai người lính tuần tra với khuôn mặt đau khổ, sau đó hai người diễn một màn kịch tranh cãi kịch liệt, ẩu đả lẫn nhau, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của hai lính tuần tra. Mã Kim Long nhân cơ hội đó, hùng hùng hổ hổ dẫn người tới cửa phòng bệnh. Đúng lúc này, Mã Kim Long nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị 500.000 tệ còn lại đã chuyển vào tài khoản của mình. Do đó hắn càng hung hăng bước tới đá vào cửa phòng bệnh, nở nụ cười điên cuồng nói, ha ha ha. Mấy người trong phòng quỳ xuống hết cho ông. Đám đàn em phía sau hắn cũng lấy hết gậy, ống thép trong người ra, hùng hổ xông vào trong.
nhưng chỉ một giây sau, Mã Kim Long lại thấy đám đàn em vừa mới bước vào, đều đang hoảng sợ lùi về sau. Mẹ kiếp, bọn mày lùi lại làm gì hả? Đúng là một đám vô dụng. Mã Kim Long tức điên, đá bay mấy tên đàn em đang muốn lùi lại, rồi đẩy đám đàn em trước mặt ra và bước vào phòng. Nhưng khi Mã Kim Long bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì chân hắn đều mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống, đồng thời trán toát đầy mồ hôi lạnh. Trong phòng bệnh, Tiêu Chính Văn lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, ngồi trước mặt anh là Tổng Tư lệnh Cục Thanh tra Tống Hậu Lương, xung quanh còn có 7, 8 người lính tuần tra. Lúc này vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng, nhếch nụ cười khẩy nhìn chằm chằm đám người Mã Kim Long. Dáng vẻ cứ như thấy con mồi vào bẫy. Chương 195, cảnh cáo Khương Mỹ Nghiên. Khi Mã Kim Long nhìn thấy lính tuần tra mặc đồng phục thì hoảng loạn. Hắn hoàn toàn sợ hãi. Trán hắn toát mồ hôi lạnh, đôi chân run lẩy bẩy. Thưa các vị, tôi đi nhầm phòng rồi, có duyên gặp lại, à không không, không bao giờ gặp lại. Mã Kim Long vội vã cúi đầu, gật đầu lia lịa rồi khom lưng lui ra ngoài. Nhưng ở sau lưng hắn, có hai người lính tuần tra mặc đồng phục đã chặn ngay ở cửa. Cút vào trong, lính tuần tra gào lên và đá thẳng vào mông đám người Mã Kim Long. Bọn chúng lập tức bay thẳng vào phòng bệnh, quỳ rạp xuống đất, lộ vẻ đầy căng thẳng và hoảng sợ. Tôi sai rồi, tôi thực sự đã sai rồi. Thưa các anh, tôi vừa đi nhầm phòng, thật sự là tôi đã đi nhầm phòng, xin các anh tha cho chúng tôi. Sau khi Mã Kim Long quỳ xuống liền khóc sướt mướt, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy vừa đá cửa. Mười mấy tên đàn em đang quỳ sau lưng hắn cũng bật khóc nức nở. Lúc này Tống Hậu Lương đứng bật dậy, gương mặt u ám nhìn chằm chằm mấy người Mã Kim Long đứng trước mặt, tức giận mắng, Mã Kim Long. Sao cậu lại ở đây? Mã Kim Long nhướng mày, nghe thấy có người gọi mình, trong lòng hoảng hốt vội nhìn qua thì thấy Tống Hậu Lương vô cùng cao lớn đang đứng trước mặt. Khắp người hắn chợt toát mồ hôi lạnh. Trời ơi! Đây chẳng phải là Tổng Tư lệnh Tống sao? Vậy mà anh ta lại ở đây? Trong đầu Mã Kim Long chợt trống rỗng, hắn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa thản nhiên uống trà, không sai, người đàn ông trên sofa là mục tiêu mà Khương Mỹ Nghiên muốn hắn đích thân đi dạy dỗ một trận. Nhưng bây giờ, người đàn ông đó lại có thể ngang vai vế với Tổng Tư lệnh Tống. Mã Kim Long nhanh chóng phản ứng lại. Sau một giây, hắn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu xuống đất gào khóc, Tổng Tư lệnh Tống, tôi sai rồi. Tôi thật sự chỉ đi ngang qua, tôi cũng không biết Tổng Tư lệnh Tống cũng ở đây, xin lỗi, làm phiền cuộc nói chuyện của hai người rồi, tôi xin phép đi trước. Dứt lời, Mã Kim Long còn tưởng mình đã lừa gạt chót lọt rồi. Nhưng, tiếng hét nổi giận như lôi đình vang lên, Tống Hậu Lượng phẫn nộ nói, Mã Kim Long, cậu đang đánh trống lảng với ai vậy hả? Thình thịch, tiếng hét giận dữ này dọa Mã Kim Long sợ mềm nhũn chân. Hắn lại quỳ phịch xuống. Thành thật khai báo, là ai bảo mấy người tới đây? Tống Hậu Lượng hỏi. Anh ta nhận ra Mã Kim Long vì đã từng bắt hắn vài lần và cũng từng tha cho hắn nhiều lần. Nhưng tên này đến chết cũng không thay đổi. Vừa nãy anh ta đang bàn với Tiêu Chính Văn về vấn đề an ninh của bệnh viện, Khương Vi Nhan và Nana đã chuyển qua phòng bệnh khác. Suy cho cùng, đột nhiên xảy ra chuyện sát thủ khiến mọi người lo lắng đối phương sẽ cử người tới lần nữa nên trước hết cứ để Khương Vi Nhan và Nana chuyển sang phòng bệnh khác. Không ngờ tên Mã Kim Long này lại tự mình chui vào miệng hổ. Mã Kim Long bỗng khóc không ra nước mắt gào lên, Tổng Tư lệnh Tống, tôi thật sự chỉ là đi ngang qua thôi. Người đâu, tới dẫn cậu ta đi, thẩm vấn gắt gao vào, không thành thật nói rõ thì không thả ra, Tống Hậu Lượng ra lệnh. Trong giây lát, vài người lính tuần tra tới còng tay Mã Kim Long đưa đi thẩm vấn. Lúc này, Mã Kim Long thật sự hoảng sợ, lập tức hét lớn, tôi nói, là Khương Mỹ Nghiên của nhà họ Khương bảo tôi tới đây, cô ta chỉ muốn tôi dạy dỗ hai người, khiến họ ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa. Tổng Tư lệnh Tống, tôi chỉ là nhẹ dạ cả tin vào lời của người khác, giờ tôi nói ra rồi thì có được xem như lập công rồi không? Tống Hậu Lượng lạnh lùng nhìn Mã Kim Long, đồng thời xoay người, cung kính nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa và hỏi, anh Tiêu, anh muốn xử lý như nào? Soạt! Giờ phút này,
Mã Kim Long và đám đàn em đang quỳ phía sau đều sững sờ chết lặng. Tổng tư lệnh Tống vậy mà lại đối xử cung kính với người đàn ông trẻ tuổi đó như thế. Không phải Khương Mỹ Nghiên nói rằng đó chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi sao? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Mã Kim Long, ánh mắt này dọa Mã Kim Long sợ chết khiếp, hắn chợt cảm nhận được sát khí tuôn ra tựa như sóng thần núi lở từ trên người anh. Mã Kim Long vội cúi đầu, cả người đều run rẩy vì hoảng sợ. Mấy người tự xử lý đi. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, gương mặt Tiêu Chính Văn bị bao phủ bởi luồng sát khí lạnh thấu xương. Khương Mỹ Nghiên. Đúng là lòng dạ độc ác. Cô đã dám ra tay với Khương Vi Nhan, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Sau đó, Tiêu Chính Văn bắt xe tới công ty nhà họ Khương, lập tức đi thẳng qua quầy lễ tân tới văn phòng của Phó Tổng Giám đốc công ty. Lúc này, tất cả nhân viên trong khu vực làm việc nhìn thấy Tiêu Chính Văn xông vào đều hiếu kỳ đi theo sau, nhao nhao bàn tán. Tiêu Chính Văn đạp mạnh cửa văn phòng của Khương Mỹ Nghiên. Dầm! Cả cánh cửa vỡ tung. Trong phòng làm việc, Khương Mỹ Nghiên đang ân ái lời ngon tiếng ngọt với Ngô Khoan Nghiệp chợt bị dọa sợ. Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên u ám khi ánh mắt hoảng sợ của cô ta nhìn thấy người đang đứng ở cửa là Tiêu Chính Văn. Cô ta lạnh lùng đứng bật dậy, hung dữ chỉ Tiêu Chính Văn và gào lên, Tiêu Chính Văn. Anh điên rồi hả? Anh biết mình đang làm gì không? Đây là công ty của nhà họ Khương đó. Anh cút đi cho tôi. Cút. Khương Mỹ Nghiên hoàn toàn nổi giận. Tên Tiêu Chính Văn này lại dám đá cửa phòng làm việc của cô ta. Quá đáng ghét. Nhưng Tiêu Chính Văn lại từng bước, tựa như tu la đi tới cạnh Khương Mỹ Nghiên. Ánh mắt anh uy nghiêm đáng sợ, sát khí lạnh lùng khủng bố dọa Khương Mỹ Nghiên sợ hãi ôm ngực, hoảng hốt lùi về sau vài bước, suýt chút nữa té ngã. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là công ty nhà họ Khương. Anh đứng có mà làm loạn. Nếu không, tôi có lý do để đuổi anh, Khương Vi Nhan và cả con gái anh ra khỏi nhà họ Khương đấy. Khương Mỹ Nghiên luống cuống, bởi vì ánh mắt của Tiêu Chính Văn cực kỳ đáng sợ. Cô ta sợ rồi. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, Khương Mỹ Nghiên, tôi thành thật khuyên cô đừng có ý đồ ra tay với Khương Vi Nhan và con gái tôi, nếu không, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Câu nói này của anh làm chấn động cả phòng làm việc, thậm chí khu làm việc cũng nhao nhao hết cả lên. Khương Mỹ Nghiên hoảng sợ, bởi vì khí thế của Tiêu Chính Văn quá mức dọa người. Đám nhân viên hóng hớt bên ngoài cũng cảm thấy ớn lạnh. Tiêu Chính Văn này không phải là kẻ ở rể vô dụng của nhà họ Khương hay sao? Sao hôm nay lại kiêu ngạo như này? Nhưng những lời bàn tán của nhân viên xung quanh khiến Khương Mỹ Nghiên cảm thấy mất mặt. Cô ta chỉ tay vào Tiêu Chính Văn đang định quay người rời đi, rồi mắng chửi Tiêu Chính Văn. Ý anh là gì? Anh dám đe dọa tôi sao? Anh dựa vào đâu mà dọa tôi cơ chứ? Tôi là phó tổng giám đốc của công ty nhà họ Khương. Anh có tin tôi khiến anh không ra khỏi được công ty hay không? Tiêu Chính Văn dừng chân, xoay người lại, lạnh lùng nhìn Khương Mỹ Nghiên, nói, vậy sao? Vậy tôi rất muốn xem, cô sẽ khiến tôi không ra khỏi công ty bằng cách nào? Anh muốn chết hả? Khương Mỹ Nghiên nổi giận, lập tức gọi điện cho bộ phận bảo vệ và hét lên, cút hết qua đây cho tôi. Tiêu Chính Văn coi trời bằng vung, đe dọa phó tổng giám đốc của công ty, tôi muốn các người lập tức có mặt ở văn phòng của tôi rồi ném anh ta ra ngoài. Chương 196, khua tay múa chân. Cúp điện thoại. Hai mắt Khương Mỹ Nghiên trợn to như chuông đồng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, quát mắng Tiêu Chính Văn. Anh chết chắc rồi, lại dám uy hiếp tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại dám chạy tới đạp hỏng cửa của tôi. Anh đợi đó, tôi nhất định phải bẻ gãy chân anh. Tiêu Chính Văn thản nhiên đứng tại chỗ, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nói, Mã Kim Long đã bị bắt, cô cảm thấy, bây giờ cô lớn tiếng quát tháo với tôi thì có nghĩa gì? Chuyện cô làm đủ để bây giờ tôi giết cô luôn rồi. Lộp bộp. Khương Mỹ Nghiên nghe vậy, trong lòng run sợ. Vẻ mặt hơi hoảng hốt. Mã Kim Long bị bắt rồi sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Không phải bảo hắn dạy dỗ Khương Vi Nhan và Nana sao? Sao lại bị bắt chứ? Mã Kim Long này đúng là vô dụng.
cầm 500.000 tệ của mình vậy mà lại bị bắt. Khương Mỹ Nghiên càng nghĩ càng tức, nhưng cô ta chết cũng không chịu thừa nhận, tôi không biết anh đang nói gì. Anh đừng ngậm máu phun người, Mã Kim Long gì chứ, tôi không quen. Bây giờ tôi chỉ biết, anh đạp hỏng cửa của tôi, còn uy hiếp tôi. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn vẫn lạnh tanh, cũng chẳng muốn giải thích gì với loại phụ nữ này. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, 4-5 tên bảo vệ to lớn thô kệch, trong tay cầm gậy chống bạo loạn, nhanh chóng đẩy đám người chen chúc vây xem, xông thẳng vào. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, xông vào phòng làm việc, cởi mũ ra và thở hổn hển nói, Phó Giám Đốc Khương, chuyện gì vậy? Khương Mỹ Nghiên lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn, hét về phía mấy tên bảo vệ kia, chính là anh ta. Đạp hỏng cửa của tôi, còn uy hiếp tôi. Các người lập tức đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Đội trưởng đội bảo vệ vừa nghe liền xoay người, hung tợn liếc xéo Tiêu Chính Văn rồi quát lớn, cửa là do mày đạp hỏng à? Tiêu Chính Văn gật đầu trả lời, là tôi. Mẹ kiếp, ngang ngược gớm, lôi hắn xuống cho tôi, đội trưởng đội bảo vệ giơ tay, lập tức vùng gậy chống bạo loạn trong tay đập về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng, giây tiếp theo, ầm ầm mấy tiếng, mấy bóng người bay ngược ra, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, đụng nát bàn trà và cả bàn làm việc. Tiếp sau đó mấy tên bảo vệ ngã nhào xuống đất, không ngừng kêu rên thảm thiết. Còn Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Mỹ Nghiên, nói, Khương Mỹ Nghiên, cô bảo những người này ra tay với tôi là xem thường tôi quá rồi đấy. Nhớ kỹ lời cảnh cáo tôi dành cho cô. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người ra khỏi công ty. Trong phòng làm việc, Khương Mỹ Nghiên bị dọa toàn thân run rẩy. Vừa nãy Tiêu Chính Văn ra tay quá nhanh, cô ta cũng không nhìn rõ anh ra tay thế nào mà mấy tên bảo vệ này đã nằm thẳng cẳng ở dưới đất. Cô ta dậm chân oán hận, phát điên quát mắng mấy tên bảo vệ kia, đồ vô dụng. Tất cả đều là lũ vô dụng, cần các người có ích gì, cút xéo đến bộ phận nhân sự nhận lương rồi biến đi cho tôi. Sau đó, Khương Mỹ Nghiên lấy túi sách và rời khỏi văn phòng. Cô ta rất khó chịu, nhất định phải tìm Ngô Khoan Nghiệp, nghĩ cách dạy dỗ Tiêu Chính Văn một trận. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi công ty nhà họ Khương thì đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Vi Nhan, trong điện thoại Na Na ầm ĩ đòi ăn bánh kem. Tiêu Chính Văn cười nói, được, bố mua cho con. Nói xong, Tiêu Chính Văn đi đến cửa hàng bánh kem gần đó. Mà nửa đường, một chiếc xe tuần tra bỗng vượt lên, dừng trước mặt anh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Tống Băng Văn đi xuống từ trong xe. Người phụ nữ này mặc đồng phục tuần tra, đường cong cơ thể đúng chuẩn, phác họa dáng người vô cùng bốc lửa. Nhất là đôi chân mang vớ đen, cộng thêm khí chất kiều diễm lạnh lùng của cô ta, mang đến cho người ta một loại cảm giác người đẹp băng giá. Trong nháy mắt, bốn phía có không ít trai gái vây quanh, nhất là đàn ông, lúc này đều lần lượt lấy điện thoại ra, lén lút chụp trộm Tống Băng Văn. Suy cho cùng, Tống Băng Văn cũng tính là một đóa hoa đẹp của cục thanh tra Tu Hà. Dáng người bốc lửa, khí chất kiều diễm lạnh lùng, hoàn toàn là nhân vật cấp bậc nữ thần. Lúc này Tống Băng Văn bước hai chân mang vớ đen đi thẳng đến trước Tiêu Chính Văn mặt mày lạnh lùng, lấy giấy chứng nhận ra, nói Tiêu Chính Văn, đi với tôi một chuyến. Mặt Tiêu Chính Văn đầy vẻ nghi ngờ, hỏi ngược lại có chuyện gì à? Tống Băng Văn lạnh lùng đáp, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, phối hợp điều tra. Dứt lời, Tống Băng Văn giơ tay muốn khống chế Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn nghiêng người, sắc mặt u ám nói, tiểu thư Tống, xin tự trọng, tôi không phạm pháp gì, cô cũng không có quyền đưa tôi về như vậy chứ. Tống Băng Văn bắt hụt, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói, ai nói anh không có tội chứ. Chuyện của bệnh viện, tôi cần anh phối hợp với tôi để điều tra, hỏi mấy vấn đề liên quan. Thế nào, anh có tật giật mình à? Tiêu Chính Văn nghe vậy, nhíu mày, hơi bất lực. Anh nhìn ra được, Tống Băng Văn này không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi nóng nảy và cá tính, ghét cái ác như kẻ thù mà thôi. Rất có thể, cô ta đang có hứng thú với thân phận của anh. Ngại quá, con gái tôi còn đang đợi bánh kem của tôi, nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào về chuyện của bệnh viện thì có thể tìm Tổng Tư lệnh Tống. Tiêu Chính Văn hờ hững nói, nhấc chân muốn bỏ đi. Điều này đã chọc tức Tống Băng Văn. Tốt xấu gì cô ta cũng là một thanh tra.
Tiêu Chính Văn này lại không coi cô ta ra gì. Cô ta đã điều tra rõ thân phận của Tiêu Chính Văn. 5 năm trước anh là nhân chứng sống duy nhất của nhà họ Tiêu ở Tu Hà, bây giờ cũng là tên ở rể của nhà họ Khương. Ban đầu lúc Tống Băng Văn nhìn thấy những tài liệu này, đầu óc cũng đầy nghi ngờ, người bình thường không thể bình thường hơn như anh thì tại sao lại khiến chú của cô ta lại tôn kính như thế? Còn bảo sau này anh nói gì thì cô ta cũng phải nghe theo. Tống Băng Văn quyết định đích thân qua xem thử, không ngờ lại xảy ra chuyện bắt giữ con tin ở bệnh viện, đúng lúc cho cô ta một cái cớ. Muốn đi sao? Không có cửa đâu, theo tôi về tiếp nhận điều tra. Tống Băng Văn vừa cắn răng, vừa dậm chân, người nghiêng về phía trước, tay phải cũng cùng lúc nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Chính Văn. Đây là đòn bắt tóm mà cô ta học được ở Học viện Thanh tra. Chiêu này Tống Băng Văn thử 10 lần đều thành công, về cơ bản những tên côn đồ và kẻ lừa đảo đều bại dưới chiêu này của cô ta. Nhưng, đã xảy ra chuyện bất ngờ. Tiêu Chính Văn tránh né chiêu thức này của Tống Băng Văn dễ như trở bàn tay. Sau đó lại nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ, nói tiểu thư Tống, tôi không muốn xảy ra chuyện không vui với cô, vẫn mong cô tự trọng. Tống Băng Văn thấy Tiêu Chính Văn vẫn có tâm trạng kháng cự lại, cơn giận lập tức dâng trào, lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhấc chân đá thẳng về phía mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bất lực, người không nhúc nhích, giơ thẳng tay, vững vàng giữ lấy mắt cá chân của Tống Băng Văn. Cảm giác tiếp xúc trơn mịn, chất liệu của vớ đen này không tệ. Tiểu thư Tống, công phu mèo ba chân này của cô, sau này vẫn nên ít ra ngoài làm mất mặt đi, chỉ khua tay múa chân đối phó những tên côn đồ thì được, đối phó với tôi thì còn kém chút, Tiêu Chính Văn đánh giá thẳng không hề nể mặt. Tống Băng Văn nổi giận đùng đùng, dùng sức muốn rút chân phải của mình về từ trong tay Tiêu Chính Văn, nhưng hai bàn tay lớn kia cứ như kìm sắt, kẹp chặt chân cô ta. Ngay tức khắc, mặt Tống Băng Văn đỏ ửng, bên má nóng bừng. Cô ta lớn như vậy rồi, chưa từng để một người đàn ông nắm mắt cá chân mình như thế, hơn nữa còn duy trì tư thế ngượng ngùng như vậy. Anh buông ra, Tống Băng Văn sốt ruột, chân trái ghì mạnh xuống đất, người nhảy nhẹ lên, xoay nửa người ở giữa không trung, đồng thời đá chân trái ra, muốn đá vào bụng Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn đẩy mạnh chân phải của Tống Băng Văn ra, cùng lúc bản thân lùi về sau một bước. Tống Băng Văn lập tức mất đi điểm tựa. Cả người cũng lùi về sau, ầm một tiếng, bờ mông căng tròn ngã rầm xuống đất. Ôi trời! Tống Băng Văn đau đớn, gò má nóng hừng hực, ánh mắt oán hận liếc nhìn Tiêu Chính Văn, gầm lên giận dữ trong điên cuồng, Tiêu Chính Văn. Tôi phải giết anh, Tiêu Chính Văn bất lực nhún vai, cất bước rời đi. Đàn ông tốt không tranh đấu với phụ nữ. Nhất là phụ nữ như Tống Băng Văn, rõ ràng là chưa từng trải qua đòn hiểm của xã hội. Nhìn Tiêu Chính Văn rời khỏi, Tống Băng Văn khập khiễng đứng dậy, xoa lưng của mình, nghiến răng nghiến lợi hét lên, Tiêu Chính Văn. Anh chạy không thoát đâu, tôi nhất định sẽ đích thân bắt anh về thẩm vấn. Sau đó, cô ta tức giận đẩy đám người đang hóng hớt trước mặt, chui vào trong xe, khởi động xe rời khỏi đó. Bên này, Tiêu Chính Văn đã chạy xa, thấy Tống Băng Văn không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vốn định điện thoại cho Tống Hậu Lượng. Bảo anh ta cảnh cáo Tống Băng Văn nhưng anh lại nhìn thấy bánh kem trong tay mình đã nát hết rồi. Tiêu Chính Văn thở dài, định quay để mua một phần mới. Mà lúc Tiêu Chính Văn chạy đến bệnh viện, đột nhiên phát hiện trong phòng bệnh của Khương Vi Nhan, lại có thêm mấy vị khách không mời mà đến. Chương 197, nhìn con rể nhà người ta kia kìa. Lúc này, trong phòng bệnh, ngoài Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần, thì còn 3 người khác nữa. Một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đẹp trai. Từ thái độ cúi mình cung kính chào hỏi của Khương Học Bác và Từ Phân, có thể đoán ra 3 người họ không phải là người bình thường. Hơn nữa quần áo trên người bọn họ cũng không hề tầm thường. Đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai người kia, đồng hồ đeo tay là mẫu nam hiệu Patek Philippe. Ước tính khoảng 500.000. Hơn nữa, quần áo của đôi nam nữ trung niên đó rất đắt giá, thái độ có chút kiêu ngạo. Tiêu Chính Văn bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của 3 người bọn họ, ánh mắt họ lạnh như dao. Ôi, dì ba, người này là ai thế? Người phụ nữ trung niên cầm trên tay chiếc túi phiên bản giới hạn của LV, ngạo nghễ liếc nhìn Tiêu Chính Văn, thái độ hết sức khinh người.
Người đàn ông trung niên bên cạnh bà ta cũng khẽ liếc, không nói gì. Cậu thanh niên mặc bộ đồ hiệu Brioni đang ngồi xem điện thoại trên ghế sofa sau lưng bà ta, lúc này cũng hơi nhướng mày liếc Tiêu Chính Văn với vẻ khinh bỉ. Tử Phân có chút xấu hổ, ngượng ngùng giới thiệu, chị hai, đây là Tiêu Chính Văn, chồng của Vi Nhan. Ngay khi vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên lập tức chế nhạo, nói, ồ, hóa ra cậu ta là chồng của Vi Nhan. Thảo nào khi mới đến Tu Hà, chúng tôi đã nghe phong phanh rằng Vi Nhan đã tìm được một thằng chồng vô dụng, hơn nữa còn ở rể nhà họ Khương gì, vốn dĩ chúng tôi không tin, dù gì thì dì ba cũng được gả vào nhà họ Khương ở Tu Hà. Tuy chỉ là một gia tộc hạng hai ở đây, nhưng cũng không đến nỗi để một thằng không ra gì kết hôn với Vi Nhan chứ. Bây giờ xem ra, quả nhiên chả có tương lai gì cả. Lúc nói, người phụ nữ trung niên còn tỏ vẻ giễu cợt và khinh thường ra mặt. Người đàn ông trên ghế sofa cũng mỉa mai, nói, mẹ nói ít thôi, em họ Vi Nhan vẫn đang ở đây mà. Khương Vi Nhan ngồi trên giường bệnh mà xấu hổ vô cùng, cô liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn đi vào, trong mắt hiện lên vẻ hối lỗi. Tựa như đang nói, Tiêu Chính Văn, em xin lỗi. Tiêu Chính Văn không quan tâm, anh tùy ý liếc nhìn xung quanh, rồi hỏi Khương Vi Nhan, họ là ai vậy? Khương Vi Nhan yếu ớt đáp, Tiêu Chính Văn, đây là bác hai của em, đây là chồng bác ấy, còn đây là chồng của chị họ em. Tiêu Chính Văn gật đầu, bắt tay với bác trai rồi mỉm cười, chào ông, tôi là chồng của Khương Vi Nhan, tên là Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên, tên Vương Trạch Cương, lại phớt lờ Tiêu Chính Văn, cau mày khinh bỉ nói, xin lỗi, cậu không đủ tư cách bắt tay với tôi. Lời nói vừa vang lên, bầu không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên lúng túng. Tề Phong lúc này vẫn đang ngồi nghịch điện thoại di động, nhếch mép, đứng dậy, chuẩn bị xem trò vui. Nhưng Tiêu Chính Văn không chút xấu hổ mà rút tay về, anh cầm lấy chiếc bánh trong tay, nói với Khương Vi Nhan, na na đâu. Con bé muốn ăn bánh ngọt vị dâu, anh phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Khương Vi Nhan mỉm cười nhẹ nhàng, nói em kêu y tá đưa na na ra ngoài chơi rồi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn gật đầu, không nói gì. Lúc này, Tử Phân tỏ vẻ lạnh lùng, rất khó chịu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, hét lớn, đồ rác rưởi. Tôi biết ngay là cậu lại mua đồ ăn cho đứa con hoang đó mà. Tiêu Chính Văn cũng rất bất lực, nhìn bộ dạng này của Tử Phân, anh liền biết bà ta đang rất bực, lại định chút giận lên người mình. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không phải là người có thể tùy ý đánh đập, mắng mỏ. Anh sầm mặt xuống, nói tôi mua đồ ăn cho con gái tôi ăn, bà có tư cách gì mà hét loạn lên. Nghe thấy Tiêu Chính Văn dám cãi lại mình trước mặt gia đình chị hai, cơn tức của Tử Phân lập tức bùng nổ, chửi bới Tiêu Chính Văn. Mày làm loạn đấy à, còn dám cứng mồm cứng miệng đúng không? Sao mày không xem mày là cái thá gì? Vi Nhan theo mày có khác nào hoa nhài cắm phân trâu? Tao khinh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cuộn chặt nắm đấm. Khương Vi Nhan ở trên giường bệnh lập tức nắm lấy nắm đấm của Tiêu Chính Văn, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, nói Tiêu Chính Văn, đừng. Phù. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng. Tử Phân thấy Tiêu Chính Văn không trả lời, cũng không thèm tiếp tục tranh luận với mình, liền nhìn chị hai, cười nịnh nọt nói, chị hai, lần này cả nhà tới Tu Hà làm gì vậy? Thật ra mà nói, Tử Phân không muốn nịnh bợ. Nhưng chị hai của bà ta tốt số, gả cho một gia đình tử tế, con gái lại tìm được một người con rể tốt. Tự Yến khoanh hai tay trước ngực, tự hào nói, không có gì đâu, công ty mới của con rể tôi mở ở Tu Hà, nên gia đình chúng tôi đến khảo sát xem thế nào. Vừa hay gia đình gì lại ở Tu Hà, nên nhà tôi tới thăm gì, nhân tiện, tối nay có buổi tụ họp gia đình, mời gì và các cháu đến ăn bữa cơm. Dứt lời. Tự Yên tỏ vẻ đầy kiêu ngạo và đắc thắng. Con rể Tề Phong của bà ta là tam thiếu gia nhà họ Tề ở tỉnh đấy nhé. Nhà họ Tề ở tỉnh tuy chỉ là gia tộc hạng hai, nhưng so với nhà họ Khương ở Tu Hà, chắc chắn bọn họ là gia tộc hạng nhất. Thực lực của nhà họ Tề hoàn toàn có thể đè bẹp nhà họ Khương. Là tam thiếu gia nhà họ Tề, Tề Phong cũng đã tốt nghiệp Đại học Stanford, hơn nữa còn là bằng kép thạc sĩ, tuổi trẻ như vậy mà đã đạt được thành tích cao. Để rèn giũa Tề Phong, nhà họ Tề đã mở cho hắn một công ty ở Tu Hà, đồng thời cho hắn làm tổng giám đốc,
đầu tư 30 triệu. Nghĩ đi nghĩ lại, con gái mình đúng là rất bản lĩnh mới có thể tìm được một người con rể tốt như Tề Phong. Sau khi nghe Tử Yến nói, sắc mặt Tử Phân lập tức sầm xuống, có chút khó coi. Chị hai từ khi còn nhỏ đã luôn ganh đua với bà ta, không chịu nhường bà ta bất cứ chuyện gì. Bây giờ lại muốn mời bà ta tham gia buổi họp gia đình, rõ ràng là muốn nhân cơ hội để khoe khoang con rể tốt của mình. Nghĩ đến đây, Tử Phân tức đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn càng thêm chán ghét. Đều tại thằng vô dụng này. Nếu không phải vì cậu ta, mình sẽ bị chế giễu sao? Suy nghĩ hồi lâu, Tử Phân nặn ra một nụ cười, nói chị hai, bọn em không đi đâu. Chị cũng thấy rồi đấy, Vi Nhan đang nằm viện, không tiện tham gia. Tử Yến sao có thể không biết suy nghĩ của Tử Phân chứ, chắc chắn là Tử Phân sợ rồi, không muốn mất mặt. Thế là bà ta lại nói, không đi sao được chứ. Gia đình tôi mãi mới có dịp tới Tu Hà, vả lại, chúng tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi gì đấy. Dù sao gì ở Tu Hà đã lâu, cũng quen thuộc nơi này. Sau này Tề Phong mở công ty mới, tôi vẫn cần thêm sự giúp đỡ của gì. Lời này khiến Tử Phân hết sức khó xử. Tề Phong đang đứng ở một bên cũng bước ra, nói, dì ba, không có gì đâu, chỉ là một bữa tối thôi mà. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, sức khỏe của em họ Vi Nhan cũng đã ổn định. Tôi đặt nhà hàng rồi, là nhà hàng Hồng Lâu nổi tiếng nhất Tu Hà ấy. Hồng Lâu, một nhà hàng tiếng tăm ở Tu Hà, vì kiến trúc nhà hàng được xây hoàn toàn bằng gỗ lim, hơn nữa còn mang đậm phong cách thời cổ, nên đó đúng là một điểm đến rất ấn tượng. Hơn nữa, giá ở Hồng Lâu rất đắt. Người bình thường căn bản không đủ khả năng chi trả, nói cách khác, họ căn bản không có đủ tư cách để đặt chỗ. Không ngờ, Tề Phong vừa đến đã có thể đặt chỗ ở Hồng Lâu. Khoảng cách rõ mồn một. Đây là con rể nhà người ta. Đã đến nước này, Tử Phân không thể từ chối thêm nữa, nên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn đồng ý. Lúc này, khóe miệng Tề Phong nhếch lên, lộ vẻ giễu cợt, nới với Tiêu Chính Văn, cậu cũng đi cùng đi, thêm một miệng ăn thôi ấy mà. Khi nghe nói Tiêu Chính Văn sẽ đi cùng mình, Tử Phân lập tức lắc đầu nói, không được, không được. Cậu ta không được đi, cậu ta là cái thá gì chứ, không đủ tư cách ăn tối cùng chúng ta. Không sao đâu gì ba, cùng đi đi. Vừa hay, tôi có một số việc muốn hỏi Tiêu Chính Văn, Tề Phong cố ý nói. Hắn có thể hỏi Tiêu Chính Văn cái gì chứ, là hắn cố ý làm bẽ mặt Tiêu Chính Văn thì có. Dẫm lên rồi sỉ nhục người khác, thật sự đã. Tử Phân tỏ vẻ lo lắng, vẫn còn muốn tranh luận gì đó, nhưng Tiêu Chính Văn ở một bên nói, được thôi, cảm ơn ý tốt của anh Tề. Tối nay, chúng tôi nhất định sẽ tới. Chương 198, không đủ tư cách nâng ly với tôi. 7 giờ tối. Tiêu Chính Văn lái xe cùng Khương Vi Nhan vẫn còn hơi yếu, cùng với Nana đang mở to đôi mắt đầy tò mò, tới Hồng Lâu. Vừa tới cửa, Khương Vi Nhan và Nana đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi. Họ chưa bao giờ đến nhà hàng Hồng Lâu này, quả nhiên rất có khí thế. Nhà hàng được chiếu sáng rực rỡ, nơi đây xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, mang lại cảm giác như một cung điện thời cổ đại. Cô nhân viên đón khách trước tòa nhà cũng mặc một bộ sườn xám màu đỏ, dáng người cao gầy, đường nét thanh tú, đôi chân trắng như ngọc, rất bắt mắt. Không ngờ các người thật sự tới đây, mặt dày quá đấy. Đột nhiên, có tiếng chế nhạo vang lên từ phía sau. Tiêu Chính Văn quay lại nhìn, thấy Khương Thần cùng với Tử Phân và Khương Học Bác đang đi tới từ bãi đỗ xe, vẻ mặt ba người họ u ám, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Tử Phân thậm chí còn lạnh lùng khịt mũi, không chút vui vẻ nhìn Tiêu Chính Văn, nói, rác rưởi mãi là rác rưởi thôi. Tiêu Chính Văn, đừng trách tôi không cảnh báo cậu trước, bữa ăn tối nay, cậu chỉ cần ăn thôi, đừng có nói gì cả, nghe chưa? Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn thờ ơ, nhưng Khương Vi Nhan đã nhanh chóng kéo góc áo của anh, nói nhỏ Tiêu Chính Văn, anh đồng ý với mẹ em đi. Lúc này Tiêu Chính Văn mới gật đầu đồng ý. Sau đó, Tử Phân cất bước đi thẳng vào Hồng Lâu với vẻ mặt lạnh lùng. Bà ta và Khương Thần cũng chưa từng tới Hồng Lâu bao giờ, lần đầu tiên đến đây liền bị sốc, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Tuy nhiên, Tử Phân cũng cảm thấy rất khó chịu vì bữa ăn tối nay là gia đình Tử Yến mời khách.
Mấy người đến phòng bao đặt trước, vừa bước vào liền bắt gặp gia đình Từ Yến đã đến đầy đủ. Ôi, ôi, dì ba, mọi người đến rồi đấy à? Mau, mau, ngồi xuống đi, đều là người một nhà mà. Từ Yến tỏ vẻ rất nhiệt tình, tuy gương mặt bà ta nở nụ cười tươi rói rói nhưng lại tựa như ẩn giấu lưỡi dao sắc, vô cùng kiêu ngạo, khiến Từ Phân cực kỳ bực mình. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, bà ta không thể bắt bẻ làm mất hết mặt mũi Từ Yến được, nên chỉ đành cười trừ rồi ngượng ngùng ngồi xuống. Tiêu Chính Văn ôm Nana trong lòng, đang định ngồi xuống, thì người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi đối diện nhướng mày, tỏ vẻ mỉa mai, cô ta mỉm cười và hỏi, mẹ, đây là ai thế ạ? Từ Yến vội vàng giới thiệu một cách giả tạo, à, đúng rồi, mẹ giới thiệu với con, đây là người chồng tốt của em họ Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn. Nghe nói, 5 năm trước, cậu ta là kẻ còn sống sót duy nhất của nhà họ Tiêu ở Tu Hà, cũng chả có bản lĩnh gì lớn. Bây giờ ở rể nhà họ Khương, một thằng con rể không có tiền đồ. Tiêu Chính Văn, đây là con gái của tôi, Vương Tố Hân, và trên danh nghĩa, nó cũng là chị họ của cậu. Nghe Từ Yến giới thiệu, Từ Phân sầm mặt xuống. Đây mà là giới thiệu sao? Rõ ràng là bà ta đang sỉ nhục mà. Khi Khương Vi Nhan nghe bác mình giới thiệu Tiêu Chính Văn như vậy, cô cũng trở nên trầm mặc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Vương Tố Hân bật cười ha hả. Vẻ kiêu ngạo và tự mãn trong ánh mắt của cô ta càng thêm rõ rệt, cô ta chế nhạo nói, em họ Vi Nhan này, không ngờ nhiều năm không gặp nhau, cô lại biến thành thế này. Cô thế mà còn tìm được một thằng chồng đã mất bố, mất mẹ, ăn theo trào lưu phết nhỉ. Đây là con gái của cô nhỉ, trông nó dễ thương đấy, mỗi tội là nó có một thằng cha vô dụng, tội nghiệp quá đi. Sao tôi nghe phong phanh rằng 5 năm trước cô bị cậu ta hãm hiếp nên mới sinh ra đứa con hoang này. Có đúng không? Câu nói này của Vương Tố Hân chẳng khác nào thẳng tay vạch vết thương mà Khương Vi Nhan cả đời này không bao giờ muốn nhắc đến. Xé toạc những vết sẹo sâu trong trái tim của Khương Vi Nhan. Những lời này khiến bầu không khí trong phòng bao đột nhiên trở nên căng thẳng. Khương Vi Nhan cúi đầu, mắt cô đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, đôi tay nhỏ bé vô lực nắm lấy váy dưới gầm bàn. Lúc này, đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo và run rẩy của Khương Vi Nhan, đem đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng nhìn Vương Tố Hân đầy kiêu ngạo, nói, Khương Vi Nhan là vợ của tôi và Nana là con gái của tôi. Tôi từng bị người khác hại, với bẩn cô ấy, nhưng bây giờ tôi yêu cô ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy những tổn thương từ quá khứ. Còn chuyện gia đình chúng tôi, không cần chị phải quan tâm. Không ai nghĩ rằng một con chó hoang lại dám nói chuyện với Vương Tố Hân bằng thái độ như vậy. Vương Tố Hân khịt mũi, lạnh lùng nói, ha ha, một thằng rác rưởi như cậu mà còn nhắc đến việc bù đắp. Cậu định dùng gì để bù đắp? Dựa vào mồm miệng của cậu sao? Nực cười. Tiêu Chính Văn sầm mặt xuống, cơ thể anh tỏa ra một luồng khí lạnh như có như không. Nhưng lúc này Từ Phân lại quay sang của trách, đủ rồi. Tiêu Chính Văn. Không đến lượt cậu mở mồm nói chuyện, ngồi im cho tôi. Nếu cậu nói nhiều nữa thì cút khỏi đây đi. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, dịu dàng nhìn Khương Vi Nhan. Từ Phân tỏ vẻ xin lỗi, nói Tố Hân, cháu đừng lãng phí thời gian với thằng vô dụng này. Vương Tố Hân hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ tay về phía Khương Vi Nhan, cô ta đứng dậy, mang theo một ly rượu vang, bước tới chỗ Khương Vi Nhan, mở nụ cười giả dối và nói, Khương Vi Nhan. Đã lâu không gặp, hai chị em chúng ta uống một ly đi. Khương Vi Nhan không ngờ rằng Vương Tố Hân lại đột nhiên đến mời rượu mình, cô hoảng sợ đứng dậy, nói chị họ, bây giờ em không uống được rượu. Nhưng, còn chưa nói xong, Vương Tố Hân đột nhiên nghiêng người về phía trước, đổ toàn bộ rượu vang trong ly lên người Khương Vi Nhan, cả người cô như nhuộm một mảng đỏ. Nhưng Vương Tố Hân lại tỏ vẻ áy náy và căng thẳng, nói ôi, Vi Nhan. Tôi xin lỗi, tôi đứng không vững, cô có sao không? Khương Vi Nhan sững người, cô hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng, nói em không sao, em vào nhà vệ sinh một chút. Sau đó, khi cô quay người lại, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Lúc này, luồng khí lạnh lẽo trên người Tiêu Chính Văn như bùng nổ, nhìn Vương Tố Hân đầy tức giận, rồi vội vàng đi theo Khương Vi Nhan ra ngoài. Khương Vi Nhan che mặt, chạy đi.
nhưng Tiêu Chính Văn đã đuổi kịp, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, kêu lên, Vi Nhan, em không sao chứ? Khương Vi Nhan vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi Tiêu Chính Văn, nhưng cuối cùng cô lại tủi thân, rúc vào vòng tay Tiêu Chính Văn, khóc lóc Tiêu Chính Văn, mình về nhà đi, em không muốn ở lại đây nữa, hu hu hu. Tiêu Chính Văn ôm chặt Khương Vi Nhan, đau lòng nói, được. Khóc một hồi lâu, Khương Vi Nhan mới buông Tiêu Chính Văn ra, lau nước mắt nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói, được rồi, anh về trước đi, em vào phòng tắm lau váy đã, cứ để thế này thì không hay lắm. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan cất bước đi về phía nhà vệ sinh, sự thù địch trong mắt anh nổi lên tựa như mây mưa bão tố. Gia đình Vương Tố Hân đã nằm trong danh sách tử thần của anh. Khi quay về phòng bao, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Vương Tố Hân đang ngồi trên ghế nói chuyện cười đùa với Tề Phong. Tề Phong và Vương Tố Hân đương nhiên cảm nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chính Văn, nhưng không quan tâm. Một con chó hoang, một thằng ở rể, có tư cách quái gì mà bọn họ phải chú ý. Mà lúc này, Khương Vi Nhan cũng quay trở lại phòng bao, mỉm cười và nói, cháu xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi. Vương Trạch Cương vẫn đang ngồi, cũng nói một cách thờ ơ, vậy thì chúng ta bắt đầu bữa tối nhé, phục vụ, lên món đi. Chẳng bao lâu, tất cả các loại rượu và món ăn ngon đã được mang tới, vô cùng bắt mắt, mùi thơm như lan tỏa cả căn phòng. Vương Trạch Cương lúc này mới nâng ly, mỉm cười và nói, nào, tôi xin nâng ly, hiếm khi chúng ta được tụ họp thế này. Mọi người lần lượt đứng dậy, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên ngồi im, không có ý định đứng dậy mời rượu. Hành động này khiến gia đình Vương Trạch Cương sầm mặt xuống. Vương Tố Hân lập tức lạnh lùng hỏi, Tiêu Chính Văn, sao vậy, cậu bị điếc à? Bố tôi đang nâng ly, cậu còn ngồi ngây ra đấy làm gì? Từ Phân cũng sốt sắng, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, mắng Tiêu Chính Văn. Cậu làm sao vậy, còn không mau đứng lên, bác cậu là phó phòng cục thuế ở tỉnh đấy. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhướng mày, mày kiếm mắt sao, lạnh lùng nói, chỉ là cục thuế ở tỉnh thôi mà, ông ta không đủ tư cách để nâng ly với tôi. Chương 199, cậu Tiêu, đúng là khéo quá. Chà, tất cả mọi người có mặt đều ồ lên. Ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu ta nói gì cơ? Vương Trạch Cương không có tư cách uống với cậu ta. Vương Trạch Cương chính là bố của Vương Tố Hân, là phó phòng của Cục Thuế tỉnh. Tuy chỉ là một phó phòng, nhưng ở chỗ to như tỉnh, thì cũng bằng với một phó tổng tư lệnh của Cục Thuế Tu Hà. Thậm chí, cho dù là tổng tư lệnh Cục Thuế Tu Hà mà gặp Vương Trạch Cương cũng phải cúi đầu chào. Dù sao, nhiều lúc cục thuế của Tu Hà muốn báo lên tỉnh cũng phải thông qua Vương Trạch Cương. Hơn nữa, ông ta cũng là người có quan hệ, có quyền lực ở tỉnh. Bây giờ, một thằng ở rể nhỏ nhoi mà cũng dám có thái độ như vậy, nói ông ta không có tư cách. Vương Trạch Cương lập tức nổi giận, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, ngồi xuống, lạnh lùng nói, được lắm. Vậy thì không uống nữa. Không khí trong phòng bao lập tức trở nên ngột ngạt. Từ Yên lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận mắng Từ Phân, dì ba, thế này là sao đây? Con rể gì có thái độ như vậy là sao? Coi thường một phó phòng của Cục Thuế tỉnh như chồng tôi chắc. Vương Tố Hân cũng trách mắng, Khương Vi Nhan, chồng cô muốn làm gì vậy? Sao nào, định đối đầu với chúng tôi đấy à? Mời các cô ăn bữa cơm là nể mặt người một nhà, cậu ta làm vậy là coi thường nhà chúng tôi sao? Lúc này, sắc mặt Từ Phân cũng xanh mét, hoảng hốt, bà ta giận dữ mắng Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Còn không mau xin lỗi bác cậu đi. Từ Phân tức phát điên. Rõ ràng bà ta đã bảo anh nói ít thôi. Nhưng ai mà ngờ được anh vẫn lắm miệng như vậy, hơn nữa thái độ còn vênh váo đến thế. Vẻ mặt Khương Thần cũng lạnh lùng, quát lên, Tiêu Chính Văn. Anh mau đứng dậy xin lỗi bác hai đi. Khương Học Bác cũng tỏ vẻ tức giận, nhưng không nói gì. Khương Vi Nhan thấy mọi người đều chỉ trích Tiêu Chính Văn, trong lòng cũng hơi sợ hãi, vội vàng kéo cánh tay anh, nói Tiêu Chính Văn, anh đừng làm vậy, anh mau xin lỗi bác hai đi. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, sau đó quay sang nhìn cả nhà Vương Trạch Cương, nói, muốn tôi xin lỗi cũng được thôi, chỉ ta phải xin lỗi vợ tôi vì chuyện vừa rồi. Vương Tố Hân thấy Tiêu Chính Văn nhìn về phía mình. Lập tức nổi cáu, kêu lên, Tiêu Chính Văn.
cậu đúng là đồ tiểu nhân, chuyện vừa rồi là do tôi bất cẩn thôi. Ha ha, bất cẩn à? Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, vậy được thôi, bây giờ tôi cũng bất cẩn làm đổ ly rượu vang này lên người chị nhé. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cầm ly rượu vang đứng dậy, khiến Vương Tố Hân vội vàng trốn sang bên cạnh Tề Phong. Quần áo của cô ta đắt lắm đấy, tận 20.000 một bộ, nếu bị dính rượu thì coi như bỏ. Lúc này, sắc mặt Tề Phong lạnh tanh, ra vẻ đàn ông đứng chắn trước mặt Vương Tố Hân, lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, cậu làm cái gì đấy? Vợ tôi đã nói cô ấy không cố ý rồi, sao cậu nhỏ nhen thế nhỉ? Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói thực ra tôi rất rộng lượng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến vợ tôi, thì tôi lại vô cùng nhỏ nhen. Câu nói này lập tức khiến Tề Phong cứng họng. Hắn chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng, mắng, bất kể thế nào thì tối nay cũng là chúng tôi mời, cậu làm vậy khiến bố vợ tôi chẳng còn mặt mũi nào cả. Tôi khuyên cậu hãy nghĩ cho kỹ, bố vợ tôi là phó phòng của Cục Thuế tỉnh, tôi cũng là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh. Đắc tội chúng tôi sợ là cậu không gánh nổi, nhà họ Khương cũng không gánh nổi đâu. Lời của hắn lập tức khiến cả người Từ Phân và Khương Học Bác run lên. Từ Phân chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, chửi bới cái đồ không được tích sự gì cả. Còn không mau xin lỗi bác hai cậu và Tề Phong đi. Muốn bắt cả nhà chúng tôi chịu tội cùng cậu à? Khương Học Bác cũng lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, cậu gây chuyện đủ rồi đấy. Mau xin lỗi đi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên như không. Từ Phân và Khương Học Bác liền chuyển mục tiêu sang Khương Vi Nhan, bắt đầu khiển trách và mắng mỏ cô. Chẳng còn cách nào khác. Tiêu Chính Văn đành phải nâng ly nói với Vương Trạch Cương, bác hai, vừa rồi cháu xúc phạm đến bác, xin bác rộng lượng bỏ qua ạ. Vương Trạch Cương lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng ông ta cũng lấy lại được mặt mũi, nên không nói gì nữa. Khương Vi Nhan hơi áy náy nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ nói, em xin lỗi, tất cả là tại em. Tiêu Chính Văn cười đáp, không sao, vì em, anh có thể từ bỏ mọi thứ, xin lỗi thôi mà, không sao đâu. Khương Vi Nhan nghe thấy thế, cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng không khí trong phòng bao vẫn có chút lúng túng. Đúng lúc này, Vương Trạch Cương đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, ông ta nhìn hiển thị cuộc gọi, vẻ mặt liền tỏ ra cung kính, nói với người ở đầu bên kia, được, tôi lập tức ra đón đây. Nói xong, Vương Trạch Cương cúp máy, tỏ vẻ kích động nói với Tề Phong và con gái mình, mau lên. Ra đón tỷ phú Tu Hà Lý Trường Thắng với bố nào. Tề Phong và Vương Tố Hân nghe thấy thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vô cùng kích động và lo lắng, nói, bố nói sao cơ? Lý Trường Thắng đến sao? Vương Trạch Cương cực kỳ vui vẻ, nói, đúng vậy. Chẳng phải lúc trước bố gọi cho ông ấy muốn gặp sao? Dù gì chúng ta mở công ty ở Tu Hà thì cũng nên qua lại nhiều với tỷ phú Lý này. Nhưng tỷ phú Lý bận rộn nhiều việc, mãi không hẹn được, không ngờ bây giờ lại đích thân đến đây. Tuy bố con là phó phòng của Cục Thuế tỉnh, nhưng đứng trước tỷ phú Tu Hà này thì cũng chẳng là gì đâu. Chúng ta mau ra đón thôi. Vương Trạch Cương nói xong, liền chạy ra khỏi phòng bao với vẻ mặt nịnh nọt. Vương Tố Hân và Tề Phong cũng vội vàng đuổi theo, lúc ra đến cửa, Vương Tố Hân còn quay đầu, lạnh lùng trách mắng đám người Tiêu Chính Văn còn ngồi đó làm gì. Mau cùng ra ngoài đón đi, đúng là đồ vô dụng có mắt không tròng. Lúc này thì Từ Phân và Khương Học Bác mới có phản ứng. Tỷ phú Lý đấy. Không ngờ lại là tỷ phú Lý. Bọn họ lập tức cùng lao ra khỏi phòng bao, chỉ còn mỗi Tiêu Chính Văn chậm rãi bế Nana, tụt ở tít phía sau, bước ra ngoài. Ở sảnh lớn, đám người Vương Trạch Cương co cụm lại với nhau, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Quả nhiên, một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ ở trước cửa, một người đàn ông nam 60 tuổi mặc trang phục thời đường màu trắng bước xuống xe. Khí thế tao nhã. Bên cạnh có 4 vệ sĩ mặc vest đen. Chính là Lý Trường Thắng. Vương Trạch Cương thấy người đã đến, liền vội vàng chạy ra, chìa hai tay, khom lưng đầy nịnh nọt, cười nói, ôi chao, Chủ tịch Lý, không ngờ anh lại đột nhiên đến đây, lần trước chúng ta gặp nhau cũng phải hơn 1 năm rồi đấy nhỉ. Lý Trường Thắng xuống xe, bước vào sảnh lớn. Nhìn thấy Vương Trạch Cương bước tới đón, chẳng thèm coi ông ta ra gì. Ánh mắt ông ta nhìn vào Tiêu Chính Văn ở tít sau đám người, đang bế Nana và trêu cô bé. Sau đó,
ông ta lập tức lướt qua trước mặt Vương Trạch Cương, còn chẳng thèm bắt tay, nhanh chóng đi về phía Tiêu Chính Văn, chìa tay ra, kích động nói, cậu Tiêu, không ngờ cậu cũng ở đây, đúng là khéo quá. Ồ, cảnh tượng này khiến đám người Vương Trạch Cương như hóa đá, vẻ mặt kinh ngạc, ngây ra tại chỗ. Chương 200, xin lỗi cũng phải ra dáng xin lỗi chứ. Tất cả mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Lý Trường Thắng đang bước nhanh về phía trước, chìa hai tay ra bắt với Tiêu Chính Văn. Đây là tỷ phú Tu Hà đấy. Là long đầu của kinh tế Tu Hà. Là nhân vật tai to mặt lớn mà biết bao chức sắc quý nhân phải nịnh bợ lấy lòng. Người như vậy mà bỏ qua cả Vương Trạch Cương, nở nụ cười lấy lòng bắt tay một thằng ở rể của nhà họ Khương. Không thể tin được. Mọi người dường như quên cả hít thở, trợn mắt nhìn cảnh này. Còn Tiêu Chính Văn, bởi vì đang bận bế Nana, chỉ thản nhiên gật đầu, còn không chìa tay ra bắt với Lý Trường Thắng. Ái chà chà! Cảnh tượng này lại càng khiến họ kinh ngạc hơn. Vương Trạch Cương lập tức túa mồ hôi lạnh. Vênh váo! Láo toét quá! Lý Trường Thắng chủ động bắt tay mà cái thằng rác rưởi này lại còn không nể mặt như vậy. Lúc này, Vương Trạch Cương đã quên mất chuyện Lý Trường Thắng bỏ rơi mình, ông ta nổi giận chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát Tiêu Chính Văn. Cậu làm cái gì đấy? Chủ tịch Lý bắt tay với cậu mà cậu có thái độ gì vậy? Đúng là láo quá! Tiếng gầm giận dữ của Vương Trạch Cương khiến những người khác cũng tỉnh táo lại. Tề Phong cũng hùa theo chửi, Tiêu Chính Văn. Cậu đúng là không biết thời thế gì cả. Đây là chủ tịch Lý Trường Thắng giàu nhất Tu Hà đấy. Tôi biết chắc chắn là cậu không quen ông ấy, không biết thì không có tội, nhưng bây giờ cậu hãy lập tức xin lỗi chủ tịch Lý đi. Xin lỗi đi, ngay lập tức. Vương Tố Hân cũng tức giận quát, sau đó tươi cười nhìn Lý Trường Thắng đang xa sầm mặt, nói chủ tịch Lý, thật ngại quá, nhưng có phải chú nhận nhầm người không vậy? Anh ta chỉ là thằng con rể vô dụng của nhà họ Khương. Tại sao chú lại tôn trọng anh ta đến vậy chứ? Đám người Từ Phân không chen vào được câu nào. Nhưng đúng lúc này, Lý Trường Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, nói với đám người Vương Trạch Cương, láo toét. Sao các người lại ăn nói với cậu Tiêu như vậy hả? Tôi với cậu Tiêu là chỗ quen biết cũ. Tuy nhà họ Tiêu đã không còn, nhưng Lý Trường Thắng tôi không phải là loại người có mới nới cũ. Hơn nữa, cậu Tiêu cũng không phải loại vô dụng như các người nghĩ. Cậu ấy là... Lý Trường Thắng cáu quá, suýt nữa thì buột miệng nói ra thân phận của Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ho một tiếng, nói, được rồi, Chủ tịch Lý, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Nếu ông có chuyện quan trọng cần bàn với Phó Phòng Vương này thì chúng tôi không làm phiền nữa. Lý Trường Thắng nghe thấy thế liền hiểu ra. Tiêu Chính Văn không muốn để lộ thân phận trước đám người Vương Trạch Cương. Ông ta liền gật đầu. Nhìn đám người Vương Trạch Cương với vẻ mặt u ám, quở trách, Phó Phòng Vương, vốn tôi định nói với anh chuyện đầu tư vào công ty mới của các anh, nhưng bây giờ chắc là không cần nữa đâu. Một câu nói khiến cả người Vương Trạch Cương run lên, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ông ta cũng không ngờ tên Tiêu Chính Văn nhìn bình thường này lại là chỗ quen biết cũ của tỷ phú Lý. Vương Trạch Cương lập tức túa mồ hôi lạnh, nói vẻ xin lỗi, tỷ phú Lý, anh đừng nói đùa chứ. Tất cả là lỗi của chúng tôi xin lỗi cậu ta vậy. Vương Trạch Cương đã làm việc ở Cục Thuế tỉnh nhiều năm, đương nhiên ông ta hiểu ý của Lý Trường Thắng. Tiêu Chính Văn, bác xin lỗi nhé, trước đó bác xúc phạm đến cháu, mong cháu hãy tha thứ cho các bác. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà. Vương Trạch Cương lập tức cúi người xin lỗi. Đồng thời, ông ta còn trừng mắt lườm Vương Tố Hân ở phía sau. Nói con còn không mau xin lỗi Tiêu Chính Văn đi. Lúc này, sắc mặt của Vương Tố Hân cũng rất khó coi, nhưng nghĩ đến việc công ty mình muốn phát triển ở Tu Hà thì phải được Lý Trường Thắng nâng đỡ, cô ta đành phải nuốt cục tức vào lòng, nói Tiêu Chính Văn, tôi xin lỗi. Thái độ không được tốt cho lắm. Còn lại Tề Phong, Vương Trạch Cương chỉ nhìn một cái, cũng không dám bắt hắn xin lỗi. Dù gì Tề Phong cũng là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh. Địa vị thân phận cũng khác. Thế nên, Vương Trạch Cương đương nhiên bỏ qua hắn, nói với Tử Yến, bà xã, em mau xin lỗi Tiêu Chính Văn đi. Vẻ mặt Tử Yến lúc này khó chịu chẳng khác gì nuốt phải một con ruồi, nhưng bà ta cũng biết, nếu hôm nay mà không xin lỗi, e là công ty mới của con rể sẽ không mở nổi nữa. Chẳng còn cách nào khác,
Tự Yến chỉ đành lý nhí nói, tôi xin lỗi. Tử Phân ở bên cạnh, nhìn Tử Yến luôn vênh váo kiêu ngạo phải xin lỗi, trong lòng thầm vui sướng. Tuy không phải là xin lỗi bà ta, nhưng nhìn thấy chị hai phải chịu khuất phục, bà ta cũng thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đang bế Nana, vẻ mặt lạnh tanh nói, xin lỗi tôi thì ích gì, phải xin lỗi vợ tôi và người nhà của vợ tôi ấy. Tiêu Chính Văn, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đừng tưởng tôi không biết cậu cũng chỉ là một con chó hoang mà thôi. Đừng tưởng có tỷ phú Lý chống lưng thì cậu muốn làm gì thì làm. Vương Tố Hân nghe thấy thế, lập tức không nhịn được nữa, nhanh mồm nhanh miệng chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng. Tử Yến thấy con gái bùng nổ, đương nhiên cũng không nhịn được, lập tức thay đổi sắc mặt, nói, phải đấy. Cậu là cái thá gì chứ? Còn dám bắt chúng tôi xin lỗi họ. Con rể tôi là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh đấy. Cùng lắm thì không mở công ty ở Tu Hà nữa. Đương nhiên đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Tử Yến thôi. Còn Tề Phong thì đâu chịu. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cất bước kéo Khương Vi Nhan đang ngây người bên cạnh định đi. Lý Trường Thắng cũng theo sát phía sau, tức giận hừ một tiếng. Lúc này thì Vương Trạch Cương cuống hết cả lên, lập tức bước lên, tức giận tát cho Vương Tố Hân một cái, mắng, câm miệng. Mày làm loạn đấy à? Đắc tội tỷ phú Lý thì có ích gì cho nhà chúng ta? Mau xin lỗi đi. Cái tát này khiến Vương Tố Hân sững sờ, cô ta nhìn bố mình với vẻ hơi sợ hãi. Bố trước giờ chưa từng đánh cô ta như vậy. Chị xin lỗi, lúc trước chị không nên đổ rượu vào người em. Vi Nhan, chị là chị họ của em mà, em hãy tha thứ cho chị lần này đi. Vương Tố Hân hốt hoảng, ôm gò má rát bỏng, cúi đầu xin lỗi. Sau đó, Vương Trạch Cương lại lườm Tử Yến cũng sợ run cả người, vội vàng nói với Tử Phân, dì ba, chị xin lỗi, lúc trước chị ăn nói không suy nghĩ, đắc tội với em đừng để bụng nhé. Tử Phân vui vẻ, bà ta lập tức hất cằm, ra vẻ rộng lượng đáp, ôi dào, chị nói gì thế, em đâu phải loại người nhỏ nhen như vậy chứ. Không có gì đâu, đều là người một nhà cả mà. Sau đó, Vương Trạch Cương mới nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi Tiêu Chính Văn, lần này thì được rồi chứ. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan, hỏi em thấy thế nào. Khương Vi Nhan đã hết giận từ lâu rồi, cô mỉm cười nói, dù gì họ cũng là chị họ và bác hai của em, Tiêu Chính Văn, thôi bỏ qua đi. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói với Lý Trường Thắng bên cạnh, Chủ tịch Lý, thật ngại quá, chúng tôi là người nhà cả, khiến ông chê cười rồi. Lý Trường Thắng hiểu ý, cười nhạt nói, nếu đã là người nhà thì không sao, Phó Phòng Vương, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp tác nhé. Được, Chủ tịch Lý, mời anh vào trong. Vương Trạch Cương lập tức nở nụ cười cung kính, mời Lý Trường Thắng vào phòng bao. Đám người Tề Phong cũng vội theo sau, nhưng trước khi bước vào phòng, hắn dừng chân trước mặt Tiêu Chính Văn, cười lạnh lùng, nói, không ngờ cậu còn có chút quan hệ với Chủ tịch Lý, thú vị đấy. Nhưng chút thủ đoạn này chẳng là gì với tôi đâu. Tôi là thiếu gia của nhà họ Tề ở tỉnh, tôi khuyên cậu tốt nhất thông minh chút cho tôi nhờ. Dứt lời, Tề Phong quay đầu, cũng bước vào phòng bao. Mấy người Tiêu Chính Văn đứng ở ngoài, không có ý định vào đó. Khương Học Bác thở dài, nói, thôi bỏ đi, chúng ta về thôi. Tử Phân gật đầu, hiếm khi khen ngợi Tiêu Chính Văn, hóa ra cậu còn có chút bản lĩnh, chuyện hôm nay tôi không tính toán với cậu nữa. Nói xong, đám người Tử Phân rời đi. Tiêu Chính Văn cũng kéo Khương Vi Nhan lên xe, chuẩn bị về nhà. Bác sĩ đã nói là có thể xuất viện. Nhưng đúng lúc lên xe, ánh mắt Tiêu Chính Văn chú ý tới mấy chiếc xe van màu đen ở ven đường gần đó. Theo trực giác, Tiêu Chính Văn cảm thấy mấy chiếc xe này rất đáng nghi. Vậy nên, anh bảo Khương Vi Nhan và Nana thắt chặt dây an toàn. Sau đó, anh lên xe, khởi động máy, lượn xung quanh mấy vòng, phát hiện mấy chiếc xe này cũng đi theo. Tiêu Chính Văn lập tức tăng tốc, chiếc xe rẽ vào một con đường hẻo lánh. Ở trong xe, sắc mặt Khương Vi Nhan lo lắng, hỏi Tiêu Chính Văn, sao thế? Tiêu Chính Văn nhìn qua gương chiếu hậu. Cười bình thản, không có gì, mấy con nhặng theo đuôi thôi, em đừng lo. Vừa nói xong, mấy chiếc xe van kia đột nhiên tăng tốc lao tới, bày thế trận, bao vây xe của Tiêu Chính Văn lại. Rầm rầm rầm, cửa xe bật mở.
mười mấy tên côn đồ xăm mình cầm ống thép nhảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.